có tuổi anh. Có hai mối tình chính thức. Chính thức là làm gì được người ta rồi. Chính thức là phải có nắm tay, phải có ôm hôn. Em chưa kể hết. Rồi đó. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bạn có rất có duyên gặp ở trên sân khấu bạn Nguyễn Hòa này. Hy vọng là cái duyên đó nó tạo nên cái phần nữa ha. Yeah. Hai người sẽ kết nối với nhau. Yeah. Bây giờ mình giới thiệu về nhau đi, mời bạn. Chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Cát Tường. Và chào bạn bên kia. Và chào quý vị khán giả trong đường quay. Em tên Lê Tài Long Tiến, quê ở Long An, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì? Dạ, trong phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh? Dạ, đó là trong như kinh doanh bán hàng cho công ty. À, trong phòng kinh doanh. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 34 tuổi ạ. 34 tuổi. Nhưng mà hiện giờ là Tiến đang làm việc ở đâu? Dạ, ở quận 8 chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào, chào quý vị khán giả, chào anh bên kia luôn ạ. Em tên Trần Thị Mỹ Hiền, em sinh năm 85, em 32 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện em đang sống ở Sài Gòn. Rồi, mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang kinh doanh mỹ phẩm online chị ạ. Rồi, 32 tuổi, Bạc Liêu, đang sống Sài Gòn, quận mấy? Dạ, em ở quận 11 chị. Rồi, quận 11. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, thì em thấy em cũng trầm tính, nhưng mà thật ra em cũng vui vẻ và thân thiện. Em cũng hiền, với lại thấy dễ xúc động giống như chị Cát Tường. Vậy hả? Mỗi lần em coi mấy cái chương trình á, mà có mấy cặp mà chạy như đổ vỡ lần đầu rồi cái đồng ý bấm nút hẹn hò, thấy chị khóc cái em coi nhà em cũng khóc theo. Rồi vậy bữa nay chị cười không để cho em cười theo nha. Dạ, em... cho bên này may mắn nha. Rồi mình còn mình có điểm yếu gì nữa không? À, em có thì xấu gì không? Em cũng hay quên lắm chị, chắc là cũng có tuổi. Với là em nhiều khi cũng hay nóng tính, này cũng hơi kỹ tính quá. Có thể mình kỹ tính quá đó, cho nên nhiều khi mình khó đó. Mình bớt kỹ chút xíu đi, kệ dễ dễ chút đi em. Dạ. Nha. Rồi mời bạn trai bên kia. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nói cho bạn gái bên kia biết. Dạ thì điểm mạnh của em á thì em sống rất hòa đồng, vui vẻ, chân thật, chung thủy lắm mà. À. Đúng, quen người nào là chung thủy người đó. Thấy không? Đúng rồi. Rồi, vậy là khỏe rồi. Khỏe. Có tật xấu là gì không? Thì cái tật xấu thì ngủ mà sao hay ngái. Hiểu ngái hả? Này đàn ông hay nhiều người bị lắm. Không sao. Ngủ tật gì xấu hơn ngái không? Xấu hơn hả? Ừ. Nhát gái lắm. Nhát gái là tật xấu hả? Thiệt. Bởi vậy hồi lúc trước thì em cũng có lên đây là thành phố làm ở trong công ty á. Rồi có cái gì đó làm ở trong đó là căng tin. Ừ, có gì? Đứa con gái thấy em cũng dễ thương đúng không, hiền, cái là mai kêu nó quen con của gì đó, cái cuối tuần hay gì cái rủ em kêu là dẫn con của gì đó đi chơi, mà cứ đi chơi vậy đó mà không biết làm gì hết. Nắm tay không nắm tay nữa. Thiệt á hả? Nói thật luôn. Cái xong cái có cái anh đó anh vô làm thấy người đó dễ thương, cái rủ đi chơi đâu có hai ba lần cái cù dính người đó luôn, là mất cơ hội đúng không? Đúng. Tại vì nhát quá mất cơ hội. Đúng không? Nhát. Mà đặc biệt cái người đó có con rồi, cái quay lại nói với em biết nói sao không? Sao? Tại hồi đó anh hiền quá, bởi vậy anh mới mất em. Đúng rồi, hiền quá cũng là một cái rồi cái điểm không thuận lợi trong tình yêu. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em cũng trải qua được 3 mối tình rồi chị. 3 mối tình. Mối gần nhất thì cũng chia tay cũng khoảng năm mấy 2 năm rồi. Dạ thì quen cũng được năm mấy rồi, xong sau đó anh đó đi cưới vợ. Lý do sao vậy? Thì em cũng có hỏi thì anh đó nói là sống để vậy chết mang theo, thì thôi em không hỏi nữa. Là không nói lý do hả? Dạ. Nói gì kỳ vậy? Mình có tự tìm hiểu mình lý do tại sao không? Dạ thì em cũng có hình như là anh đó dạng như đang quen lần hai người á chị. À. Bên kia là 3 mối tình đúng không? Dạ. Bên này mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình chính thức. Chính thức là làm gì được người ta rồi. Chính thức là phải có nắm tay, phải có ôm hôn. Em chưa kể hết. Rồi đó. Lúc đó là mình cũng rút kinh nghiệm rồi. Ừ. Cái quen cái người cũng làm chung công ty nữa. Ừ. Rồi xong cái thì từ đó rồi quen rồi đó, thương đó cũng khoảng 5 năm. 5 năm? 5 năm. Trời, chào chị Cát Tường. Chào em. Chị em kể chuyện hấp dẫn quá, nên chị không thể kiềm chế được, chị phải qua chị coi cái mặt người nào mà khờ dữ vậy. Quen không. Mấy mối tình mà không làm gì hết. Ở đó khờ chứ giờ hơi gian rồi. Giờ gian rồi hả? Gian.
À Giang, Giang mà Tuấn đâu Giang rồi 5 năm. 5 năm thì cũng yêu nhau cũng mãnh liệt lắm ạ. Sau 5 năm rồi mà chia tay. Ừ. Nói chung thì quen nhau thì cũng thương nhau nhiều lắm. Cái cũng nhiều chuyện rồi nhiều chuyện xảy ra rồi lúc đó chia tay cũng người đó cũng khóc dữ lắm. Mà ai chia, ai chia tay ai? Thì hồi đó lúc đó là quen người đó đi lên Đồng Nai chơi người bà con đã nói xong vô tình cái em gọi điện thoại. Cái không biết lý do sao có một người thanh niên bắt máy nói là bạn của người đó. Thì cái lúc đó cũng hợp hững rồi. Thấy cảm thấy như là bị tâm sự lừa dối rồi, bị gạt. Sau này mới biết là anh bà con chọc thấy chưa? Thôi. Tại em vậy? Thì đó. Tại vì mới nghe điện thoại sơ mà em đã khẳng định là người đó là người yêu của người ta rồi. Thì bởi vậy cũng có một phần do em. Do em hết chứ, rồi tự nhiên cái bỏ người ta. Thì rốt cuộc nói thương thương xong chưa gì hết cái người người đó. Em chậm quá. Thì bởi vậy giờ phải lên đây rút kinh nghiệm. Lên đây được, bấm nút, nắm tay hung về cưới liền. Không, em có dự định rồi. Hả? Có dự định rồi. Lên đây đúng không? Gặp người đó, cảm thấy hợp ý, bấm nút về nói ba mẹ cưới liền. Cưới liền, chính xác. Nhớ nha. Vậy đi. Rồi bây giờ em muốn kiếm một người vợ như thế nào? Thì người đó cao 1m55 trở lên. Rồi. Sống vui vẻ, hòa đồng. Với nói chung là có hiếu với gia đình là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Biết quan tâm với gia đình vậy đó. Có làm dâu không? Cái này là em sống tự lập mà. Đó giờ em sống trên đây 16 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Chưa có nhà riêng. 16 năm mà tại sao không có nhà riêng? Tại vì làm thì ở công ty luôn, ngủ ở công ty luôn. Vậy tiền đâu? Tiền gửi ba mẹ giữ giùm. Thì là có tiền đúng không? Thì bây giờ có tiền, được cái là ba mẹ giữ. Sau này có vợ ba mẹ trả lại. Vậy được, phải mua nhà. Chứ không lẽ lấy vợ đâu. Đúng rồi, sống em mua nhà. Đúng rồi. 16 năm ta gửi ba mẹ ta đủ mua nhà rồi. Phải nói cho biết chứ, tưởng 16 năm nay là đưa cho em nào rồi. Hỏi là hỏi cái cặn kẽ quá. Được rồi, đến qua anh xem bên đàn gái sao mình làm luôn ha. Một đàn gái. Bây giờ anh nghe anh nói chuyện anh đánh giá thế nào về anh ấy? Dạ em thấy anh đó cũng vui vẻ, lại biết tự lập hay cũng tốt. Không, anh vui lắm. Thiệt, anh rất là vui. Vui lắm á. Đúng. Cái hay nhất là anh rất là thật. Bây giờ anh kể những câu chuyện rất là thật ha. Cái đó là cái gọi là ưu điểm của anh đó. Đúng rồi, anh sống rất thật em ơi. Chứng minh luôn mà. Rất là thật luôn. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Mẫu hình của em á. À, dạ thì em cũng thích mẫu người tự lập á. Tự lập. Với lại điềm tĩnh chút xíu, có ý chí chịu khó thì được rồi. Rồi, có anh mẫu có, không? Anh có. Anh có. Không này có, nó có. Làm như muốn vợ lắm hay sao? Không, muốn vợ rồi, muốn vợ dữ lắm. Trời ơi. Đã lên đây là nhất quyết phải cưới vợ mà. Có. Anh ghét cái gì là ông nhất? À, em không thích hút thuốc anh. Thôi, hên quá, anh không hút thuốc, không nhậu luôn. Gì nữa? Với lại tính toán quá. Tính toán? Không, anh sống rất phóng khoáng rồi nha. Gì nữa không? Như, có gì đó. Nhiều đó thôi, đủ rồi. Được không em trai? Ủa trời quá được. Ngon lành. Bạn trai hôm nay đi với ai nè? Dạ em đi với ba, với dì Dượng. Hồ. Anh hai, mợ hai, với một bạn thân. Cả ba, nhà luôn rồi, gần như cả nhà rồi. Đúng rồi, lên đây là phải có niềm tin, đúng động rồi. Lực quyết liệt, động lực đúng luôn rồi. Mẹ ở nhà à, cho gặp bác trai đi. Mẹ ở nhà vẫn ủng hộ con. Mẹ sao mẹ không đi? Tại vì mẹ ở nhà làm công việc. Ừ, đang sửa nhà, sao nếu sửa nhà xong là cứ vợ luôn. Ừ, hay quá. Rồi, gặp bác ơi. Dạ, chào bác trai. À. Chào Hoàng Linh. Dạ, chào bác. Chào các bạn. Dạ, chào bác. Tôi là cha của Tiến. Thì tính tình của Tiến thì nó kể nãy giờ thì cũng đúng y như vậy. Nó là cũng ngoan, hiền, có hiếu thảo với cha mẹ. Thật sự là từ trước tới giờ là độc thân. Chứ ngoài ra là chưa có gia đình. Dạ. Thì hôm nay là đến đây để có sự hò hẹn của chương trình thì tôi cũng mong muốn là hai cháu tìm hiểu với nhau rồi bấm nút rồi theo bác về quê. À. Tuổi có quan trọng không bác? Ví dụ tụi nó hợp ý mà không có tuổi nó không hợp thì sao? Hai đứa miễn thương nhau là được rồi. Hay quá, vậy là được rồi. Cảm ơn bác. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với ba người em, bà con với lại ba bé đại lý của em ạ. Đâu rồi, cho gặp bên nhà gái đi. Ai bạn nào đại diện nè? Ai đại diện nhà gái nào? Dạ, em là em họ của chị Hiền. Đúng như cái tên Mỹ Hiền thì chị rất là hiền. Chị rất là xinh. Dáng thì ok luôn. Nói chung là em thấy hai người rất là hợp, em ủng hộ 100%.
Được rồi, nói chung á, cặp này cô gái bên kia rất là dễ thương đấy, Tiến. Dạ. Yeah. Kéo màn lên. Lớn cho hai cặp đôi trẻ nào. Kéo màn. Đó, Tiến, Tiến đi Tiến. Anh có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Tới, tới luôn, tới luôn. Tới luôn. Rung quá, chứ tự nhiên gặp mặt rung quá. Hẹn liền. Em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh ngoại hình cũng ok. À, cảm ơn. Nhìn anh cũng hiền, dễ thương. Dạ, thì anh cũng thấy em vui vẻ. Nãy giờ em nói cũng thấy vui vẻ, thấy cũng hòa đồng. Thì tính tình của em, nãy giờ em nói thì anh thấy cũng hợp với anh lắm. Anh cũng mong rằng anh với em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu gì nhau. Chưa gì cho cơ hội rồi nói cái gì chứ. Hát bài nữa tặng em đi cho nó bớt rung đi. Rồi em xin hát khúc thôi. Chứ giờ em cũng rung quá, giờ em cũng hồi hộp quá. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu chừa. Thôi hết rồi. Nếu mà anh với em bấm nút hẹn hò để em quyết định chừng nào lập gia đình. Dạ thì tìm hiểu thế nào cũng được anh. À, dạ. Nếu mà lập gia đình em muốn mấy đứa con? Cái đó thì ông trời cũng cho nhiều thì được nhiều. Mà anh thích đẻ đông con, vui. Anh lần này em cũng hơi run. Thì giờ anh nói thật lòng với em. Nếu mà đến chương trình này thì anh với em cũng là cái duyên rồi. Bởi vậy mình phải tạo cái duyên này để mình tìm hiểu nhau, cho cơ hội hỏi để hiểu nhau nhiều hơn. Thì anh mong em bấm nút với anh. Thì cô không bấm sao? Không bấm hả? Không bấm. Bấm không em? Không, không có hỏi. Hồi đây anh chỉ cái nút nha. Trời ơi, đây cái nút này nè. Đây này, đây, đây, đây. Đây, 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 đây. Muốn vợ quá rồi. Phải đặt tay vào nút bấm nha. Lo không chỉ ta hồi bấm không kịp nè. Tôi đếm lẹ lắm à. 1 2 3 hết thời gian. Chạy qua kia bấm luôn. Bấm tay luôn, làm luôn, tới luôn nào. Đúng rồi. Đã nói rồi. Vô, giờ tới lúc này vô. Thôi, anh xin phép không em thêm. Dạ nói với ba đi, nói với ba dạ gì đi. Dạ rút kinh nghiệm rồi. Nói với ba gì đi. Ba thấy con dâu tương lai sao ba? Ba thấy ba có dâu rồi. Dạ. Dâu dễ thương. Dạ. À, ba cũng cảm ơn chương trình. Con nói gì với bác đi. Dạ con chào bác, thì con cũng không biết nói gì rồi. Chỉ chúc bác thật nhiều sức khỏe hả? Con xin hết. Dễ thương rồi nha. Rồi đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn xem phim thật là hay. Vui. Gửi tặng hai bạn đây là một phần quà, đó là bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn sản phẩm Hura Deli được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty BBK. Và quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay vẫn nắm tay. Rồi nắm tay thì chặt nha. Rồi đi xem phim, tìm hiểu nhau. Rồi chúc hai bạn rồi, hạnh phúc. Hạnh phúc nha. Nhớ xuống dưới nha, tâm sự chia sẻ hôm nữa nha. Lúc em hơi ương con bướm, mẹ em mà có làm cái gì thì em cũng cứ kệ. Nhiều khi mẹ nói không được chứ bạn gái nói là được liền. Sao em muốn ngủ chung rồi giờ sao? Anh sẽ là người ngồi tặng em thức suốt đêm để xong em ngủ. Không, tạo làm thức suốt đêm được. À. Bây giờ chúng ta phải tiến tới cặp đôi thứ hai. Đúng thôi rồi. Đang vui quá mà. Cặp đôi thứ hai thưa quý vị. Mời bạn nam. Rồi mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi. Em tên là Đức Quang, sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Nghề nghiệp em là kỹ thuật cơ khí. Đại năm nay em được 30 tuổi rưỡi anh ơi. Rồi Đức Cát Quang, ế không, Đức Quang 30 tuổi rưỡi. Rồi bạn gái giới thiệu rồi, đi. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Thùy Dung. Em 27 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì? Dạ em đang bán hàng online. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em nấu ăn dở lắm, em nấu canh đại dương.
là em hay suy nghĩ linh tinh. Em đi đường em hay khùng khùng, em hát này hát nọ. Mấy đứa bạn em chở em mà nói kêu em bị khùng nên sao em hát tiếp. Đâu đâu vậy em hát thử coi. À, hát sao mà hát lớn giống như đang hát ngoài đường nha. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Anh chả hay là bánh giò. Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiết tiền. Ai 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 à, ai ai à. Anh ơi đi nhanh thôi em đói rồi. Ai 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 à, ai ai à. Anh ơi đi nhanh thôi. Ôi trời ơi, hôm nay em ăn cho thật đã đời. Ăn bớt bớt lại, đừng có ăn đã đời. Bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Dạ em là người rất là vui vẻ và hòa đồng em. Ừ, tốt. Khuyết điểm của em là lúc em hơi ương, ương bướng, lì lợm. Em đã không thích làm gì mà mẹ em mà có làm cái gì thì em cũng cứ kệ, coi như là không nghe thấy gì. Trời ơi, vậy là hơi lì rồi đó, mẹ anh nói không nghe. Nhưng mà với mức độ nào thôi, lì quá cũng không được anh này. Nhiều khi mẹ nói không được chứ bạn gái nói là được liền. Có thể như vậy. Dạ, em cũng lì mà chị. Có lại nhiều lúc em tính em hơi trẻ trâu anh này. 31 rưỡi rồi mà còn trẻ trâu. 30 rưỡi thôi. Rồi bạn gái, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em trải qua 2 mối tình, chia tay cách đây hơn 1 năm. Lý do tại sao chia tay, mình quen được bao lâu rồi? Dạ quen được 3 năm, tại vì người ta có gia đình mà em không biết á. Cái gì? Có gia đình mà em không biết. Lúc mà quen nhau thì cũng gặp nhau ít lắm chị. Rồi khi mà muốn tiến tới á, có giấy xác nhận độc thân á thì bạn nó không có. Rồi biết rồi thôi, không có quen nữa. Thiệt tình, thôi chuyện buồn bỏ qua. Bạn trai, em có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì trẻ trâu thì em nhiều lắm chị ơi. Ba em bị mất, 3 con gấu bông rồi chị ơi. Nghĩa là em không có mối tình chính thức nào hết. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một đối tượng như thế nào để hợp với mình? Cao một khoảng 1m55 đổ xuống được anh ơi. Tại vì em cao 1m67. Khi mà mình mà muốn hôn ấy mà người bạn gái mà lùn mà kiễng kiễng lên hôn, trời nó đã. Trời nó lãng mạn lắm mà nhờ. Cái gì vậy, cái gì đã? Ôm vai mình mà kiễng lên hôn mình, trời ơi. Thôi rồi luôn, tuyệt vời. Tưởng tượng ngon quá ha. Dạ. Ngon ghê. Vụ này cũng lạ nè. Bên kia cưỡng lên được không? Dạ em cao 1m58 anh ơi. 10 phân dưới đường tay. Được rồi. Không thôi anh bế em lên đi. À. Ôi vậy thì tuyệt quá em ơi. Lãng mạn quá. Em muốn tìm mỗi người như thế nào nữa? Đừng có vô tâm quá. Nếu mà quen nhau mà cảm thấy có những gì đó mình không hợp với nhau thì mình sửa đổi cho nhau thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Anh ấy lười này, rồi hay chọc ghẹo những người khác, em không thích. Thấy gái xinh cái là ghẹo ghẹo. Trong mắt chỉ có mình em thôi là chỉ mê mình em thôi. Không có đúng không? Dạ, em nhát gái lắm anh ơi. Em cứ nhìn cái người mình thích em không biết nói gì. Để chị qua chị coi bên này. Dạ em chào chị. Chào em. Trời tóc màu đen quá ha. Không, em này em đang giận em cắt tóc quá trời luôn ấy. Sao vậy? Tự nhiên cắt cho em ngay cái đầu trẻ trâu quá. Em nói em thích trẻ trâu mà. Tính em hơi trẻ trâu chứ em không thích trẻ trâu. Nhưng mà hôm nay em cứ ngồi xong và cắt cho cháu đẹp đẹp tí. Cắt hồi ra cái đầu. Người ta thích trẻ trâu mà cái ông hớt tóc hớt cái đầu trâu. Đúng hết đầu trâu luôn, em giận ông quá trời. Mấy luôn, em đang bắt đền ông. Hôm nay lạ em lại được đi chương trình nữa. Cái đầu có mấy cọng, trâu có mấy cọng đầu rồi nè. Mình đã chuẩn bị cái gì cho đám cưới chưa em? Thì tùy bạn nữa, em cho bạn đưa sắp xếp hết chị ạ. Quan trọng là khả năng của mình như đến đâu rồi mình về mình hai đứa cùng cố gắng chị ạ. Rồi mình lấy nhau về mình ở đâu? Ở nhà em chị. Là làm dâu đúng không? Dạ, ở gia riêng cũng được chị. Vợ em là nhất, vợ là số 1. Về kinh tế trong gia đình ai giữ? Dạ, ai vợ giữ chị ạ. Em không giữ được tiền. Ủa mà có men không vậy? Có. Sao ngồi xuống cái eo vậy? Em run quá. Có, nãy ta còn em tham dự chương trình này á, em tham dự chương trình này là đám bạn thân nhà em không cho một đứa nào biết hết. Sao vậy? Bình thường em hay chôn tụi nó, là treo tụi nó là không có yêu này nọ, bây giờ tự nhiên mình chỉ nó mà biết, nó chôn mình trước luôn. Rồi được rồi, để tôi thông báo cho các bạn của bạn coi TV. Rồi để anh qua anh coi. Một chàng trai có một cái đầu rất lạ và hơi nhút nhát. Gái, em có thích một sự lãng mạn, một sự gọi là nhí nhố trong tình yêu không? Tức là gọi là vui đó. Dạ thích. Nhiều khi cứ khuôn mẫu hay là xến xú em cũng không thích. Đúng, anh này là có điều đó đó. Đôi khi nó giỡn tí, nó nhí nhố chứ tí mà nó vui. Hiền quá cũng được. Đúng rồi. Nói chuyện bự bự lên mới vui. Bự bự. Bự bự gọi là nhí nhố trẻ trâu mà. Dạ. Nhưng mà anh nói rằng hai vợ chồng cùng nếu mà thương nhau thì hai người cùng gọi là làm ăn kinh tế đó. Thì em đồng ý chuyện đó không? Dạ được, bây giờ thì phải vợ chồng phải cùng làm với nhau chứ không lẽ giờ chồng đi làm vợ ở nhà không? Em muốn làm gì để phát triển kinh tế?
Sau này em muốn kinh doanh buôn bán đồ ăn đồ uống gì ở nhà. Tức là em tự nấu luôn hả? Dạ. Rồi vậy tốt rồi. Được. Sao? Có thể mở một cái tiệm nữa cho vợ buôn bán được không? Dạ được anh này, cố gắng là được hết anh này. Có sự cố gắng là được rồi. Dạ. Bây giờ mình gặp người thân cái, em đi với ai? Dạ em đi với mấy đứa em, anh hai và bé song sinh với em. À rồi chào em gái. Dạ chào anh Quỳnh Linh ạ, à. Chào chị Cát Tường. Rồi, ủa em là em hay là chị? Dạ em ra trước, em làm chị. À. Dạ thì ở nhà thì Quang hiền, ít nói. À, bé dễ thương và có cái nữa là thích âm nhạc đúng không em? À, Quang một tay trống đó, chơi trống rất kỳ khôi và giữ nhịp rất tốt vô cùng. Em rất là thích khi mà nhìn Quang ngồi trên đàn trống. Đánh trống giỏi ha. Được rồi, giờ sống khỏe. Hát được rồi. Rồi, bạn gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với chị em, với em gái, với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Rồi. Dạ, à, xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em thấy là nhìn cũng được, nhưng mà hai đứa thì lại có cái tính lì ấy, thì hy vọng là bạn trai sẽ nhường bạn gái xíu. Dạ em nhịn, em không cãi bạn gái bao giờ chị ơi. Em nhịn hết, có gì hai đứa về tối vô phòng tâm sự nhau nhẹ nhẹ thôi. Chứ trước mặt mọi người mà mình cãi nhau nó không hay. Rồi cũng thấy hai bạn có một điểm chung đó là rất là thích âm nhạc. Cho nên là vai chị thì cũng ủng hộ hai em. Cảm ơn hai chị ha. Kéo màn. Anh Linh à, run lắm, xinh quá anh Linh à. Dạ. Thôi ơi. Dạ anh con. Gì bụm bụm hoài vậy, ngồi xuống đi. Em run quá chị ơi. Thấy sao? À, lần đầu tiên gặp nhau đấy. Em có nhận xét gì về anh không? Thấy anh nhìn ngoài cũng được, như tóc cũng hơi ít. Không, không, không phải hơi ít mà do ông cắt tóc, ông cắt hết tóc của anh chứ không phải tóc của anh hết. Ủa vậy hả? Dạ, chứ này tóc anh cũng nhiều. Em hỏi anh được không? Dạ được. Anh đang có mối quan hệ tình cảm nào khác không? Bây giờ là anh vẫn đang ế độc thân. Anh ở Đồng Nai mà anh ở... Anh ở Biên Hòa. Biên Hòa, em ở Long Thành. Long Thành nha, cũng gần mà. Em ở Long Thành ở chỗ nào? Ngay chỗ Vincom á, nghe thị trấn à. À, chỗ đó anh biết. Hôm nào anh có thấy đạo không? Có. Em cũng có đạo. Rồi, tốt rồi, cái này là tốt nhất nè. Ví dụ như yêu xa như vậy rồi anh sẽ làm sao để em tin tưởng anh? Ồ, anh nghĩ đâu có xa đâu em. Cũng xa anh. Từ chỗ anh lên chỗ em có mười mấy cây à. Không xa như vậy thì một tuần anh gặp em được mấy lần? 7 lần. Có rồi nói nha. Có. 7 ngày. Thì không? Trừ khi anh công việc anh bị tăng ca gì anh không đi được thì anh không lên. Trừ bớt đi số ngày chứ không mà anh giản là cứ 7 ngày. Nhớ nha. Ủa mà anh ngày năm gặp em rồi, thời gian đâu rồi, anh đi chơi bạn bè anh nữa. Anh đến tuổi này bạn bè anh giờ thì nó cũng an cư lạc nghiệp hết rồi em ơi. Thì chỉ thỉnh thoảng thôi thì anh dẫn em đi cùng. Được nha, anh có nhậu không? Anh uống được có 2 lon em ơi. Anh uống lon thứ 2 là đầu là quên cả lối về. Lon thứ 3 cái là không cảm xúc. Lần thứ 4 là bay luôn. Cảm nhận của em người đối diện thế nào? Bây giờ trong lòng em thấy thế nào nào? Nhìn em thì đúng người, mẫu người lý tưởng của anh luôn. Anh hơi nhét nên em có... Anh nhét là nhét sao? Nhiều lúc... Không dám nắm tay hay là... Đúng rồi, không dám nắm tay em gái. Chứ tại vì có cái chỗ dưới chỗ em ấy, cũng có một cặp kia mà... bạn nam ấy thì bạn nam với bạn nữ thì kiểu như là ăn cơm trước kẻng rồi có thai với nhau, thì người nhà bạn nam mới hỏi bạn nam là mày làm gì mày để nó vậy. Bạn nam kia bạn nói là con có làm gì đâu mới có nắm tay. Thế bây giờ từ đấy đi năm cái truyền thuyết mà nắm tay mà có thai làm giam sạ không dám nắm tay vậy. Trời đất ơi, nói thiệt nói chơi vậy? Thật anh Linh, có thật. Hồi nãy anh cũng đặt vấn đề một cái câu hỏi nào, thí dụ có một bạn gái, hai người yêu thương nhau lắm, bạn gái chủ động nói thôi đêm nay là vô khách sạn mình nghỉ ngơi một chút được không, thì lúc đó em giải quyết làm sao? Cái này khó quá anh Linh nha. Một là tới, hai là thôi. Vâng, thì em cũng vô khách sạn với bạn đấy, mình nói chuyện xong rồi thuê hai phòng, mỗi người phòng cũng. Nhưng mà em sợ ma lắm, sao em muốn ngủ chung rồi giờ làm sao? Thì em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Lạnh lắm. Anh sẽ là người ngồi cạnh em thức suốt đêm để trông em ngủ. Không xạo làm thức suốt đêm được. Thật, anh nói thật. Lỡ em sợ ma quá, em muốn ôm anh rồi sao?
khó quá em ơi. Anh không thích hả? Có, thích nhưng mà có nhưng mà khó quá. Sao khó? Nó nhiều lúc nó xảy ra cái chuyện không hay ấy, làm ra. Sao không hay thì do anh kiềm chế thôi chứ. Khó. Làm gì ngủ ẻo 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 hoài vậy, tôi mệt ghê luôn á. Khó quá chị ơi. Đâu biết sao ta. Rồi, giờ lại, sao lại ta? Đây. Mà cho nó ẩm cái coi, mệt quá, đứng lên. Ẩm thử coi, hồi nãy đòi ẩm, muốn ẩm gì đó, ẩm lên nổi cuộc đâu. Ẩm đi. Thử đi. Ẩm nổi thì gã, không nổi nghỉ về. Rồi, được rồi. Trời ơi. Tao chỗ cho bạn trai. Đây là cô gái khá thông minh đấy. Dạ. Cô ấy rất là bản lĩnh đó. Thôi, để tay vào nút bấm. Bóp quẹo miếng ngón tay hết rồi. Trước khi em bấm nút, em nói gì với bạn gái một câu nào thật tình cảm nào? Thì nãy giờ trên mình gặp nhau trên đây thì chắc cũng chưa có hiểu hết về nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội tìm hiểu về em này, để em có thể hiểu rõ được con người của anh. Em hy vọng anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời em. Một, hai, ba, hết thời gian. Nắm tay cô ấy liền. Nắm liền, nắm tay cô gái. Có những cái lúc mình phải mạnh mẽ lên em ha. Mình là đàn ông mà. Nào hôn cô gái đi. Mình ngại lắm. Đừng có nói là tôi có ngại. Đây nè, em coi cô gái nè. Em gái hùng ảnh cho anh. Thấy chưa? Tuyệt vời. Anh thích với cô gái như thế. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn. Đây là bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek của Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux. Gửi tặng cho hai bạn sản phẩm Hura Deli được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty BBK. Dạ, em cảm ơn chương trình rất nhiều đã tạo điều kiện cho em có được người yêu lý tưởng. Nhớ giữ lấy cô ấy nha. Dạ. Nắm tay thật chặt, đừng buông nha em trai. Dạ, em đâu buông, nói về em đâu buông. Đừng buông nha. Em cầm vừa qua và em đâu buông. Đúng rồi. Rồi. Được quá. Một tuần 7 ngày nha. Ừ. Rồi. Không, mà tôi chưa thấy cái anh nào mà nắm chặt cái tay cô gái vậy, nắm mà quẹo tay người ta luôn kìa. Quên. Trời, có gì đâu quên, con người mình có làm sao mình nói vậy chứ, có gì đâu quên, có phải học bài gì đâu quên nè. Em trải qua 3 mối tình chị. 3 mối tình. Yeah. Hết bà nó cái thanh xuân rồi. Một mối tình nào dài nhất, dài bao nhiêu? Em tình dài nhất cỡ 3 năm. 3 năm. Tình gần đây nhất thì cũng cỡ 3 năm. 3 năm luôn. Rồi em có số 3 ha, 3 mối tình dài 3 năm, 3 mối tình 9 năm thì chi hết thanh xuân. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ sẽ chia sẻ những cái mong muốn, những cái khát vọng của họ trong tình yêu là như thế nào. Hello, chào bạn trai. Dạ, em chào chị. Rồi, chào em, đợi xíu nha. Bây giờ chị Tường sẽ ra đưa bạn gái của mình vào rồi mình trò chuyện nha. Rồi, mời em gái vào đây nha. Rồi, bên trái, ngồi xuống luôn. Ok. Ngồi xuống đi em. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Bây giờ bạn trai giới thiệu trước đi nè. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường. Chào bạn kia, em tên là Nguyễn Thanh Xuân, năm nay 32 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì Xuân? Hiện tại em đang làm quản lý phòng tập thể dục thể hình. Quản lý phòng tập rồi quản lý rồi có tập không? Dạ có. Rồi có chuột cái gì không? Sao không thấy con chuột đâu hết trơn vậy? Rồi, chị đùa thôi. Bây giờ chị bên đây không? Em tên Phan Thị Hòa. Phan Thị Hòa. Năm nay 29 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực may mặc ạ. May mặc. Làm ở đâu em? Em làm ở Tân Bình. Tân Bình. Quê mình ở đâu nè? Quê em ở Hà Tĩnh. Quê Hà Tĩnh. Dạ. Vào trong này lâu chưa? Em vào gần 6 năm rồi ạ. Vào 6 năm rồi. Dạ. Bây giờ đang ở Tân Bình, thế em ở với ai ở đó? Em ở cùng với bạn ạ. À, mình thuê trọ mình ở. Dạ. Rồi. Thế còn em thì ở dưới Đồng Nai. Dạ. Nằm ngay cái đoạn nào, cách đây bao nhiêu, cách thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu cây số? Dạ cỡ 30 cây chị. 30 cây. Thế là sáng đẹp đi mất 1 tiếng đồng hồ thôi ha.
Dạ đúng rồi. Có thường hay lên thành phố Hồ Chí Minh chơi không? Dạ cũng hay chị, cuối tuần thường rảnh em đi. Cuối tuần rảnh là đi. Hôm nay làm như đi gặp bạn gái mặt không vui hay sao hả? Tâm trạng không vui hay sao mặt buồn? Ờ đó. Cười vậy đẹp trai gì đâu mà mặt buồn so hả? Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh thì em không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc, không lăng nhăng, có chí cầu tiến. Điểm yếu thì em cũng ít thể hiện cảm xúc á, nhìn dưới cũng khi hay quên tên người khác. Rồi, rồi mà biết chị là ai không? Dạ biết. Đừng quên nha. Dạ. Mình phải thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, vui buồn gì mình phải hiện ra nét mặt người ta mới biết. Mặt lúc nào cũng có một kiểu một, trời ơi khó đoán lắm. Vậy người ta cũng ngại, ngại tiếp xúc, ngại gần, tại người ta nghĩ mình không ưa người ta, đúng không? Dạ. Đó, giống như chị nói em phải cười là chị mới biết em ưa chị mới có hứng làm mai cho em nè. Vậy mình làm ở công việc phòng tập đó lâu chưa? Dạ gần 4 năm rồi. 4 năm đó là phòng tập của gia đình hay là dạ, lớp ngoài? Phòng tập đó của gia đình, bên của gia đình. Dạ. Rồi một em đang là người là chủ ở đó, ngồi coi ở đó. Dạ đúng. Trước khi làm phòng tập thì em làm công việc gì? Trước đó em làm trình dược viên. Trình dược viên? Dạ. Là sao? Là làm gì chị chưa hiểu? Là dạng như sale quán thuốc á chị. Nhân viên kinh doanh bên bán thuốc. Đi dược. Cái đó cũng ngon lắm mà sao tự nhiên bỏ nghề đó vậy? Dạ em đó em làm cũng 5-6 năm rồi. Sau em thấy nó kiểu đi bán hàng nó cũng này nọ quá, em thấy thôi nghỉ. Vậy là làm phòng tập gym ngon hơn. Dạ. Ổn định hơn. Phòng mình lớn không em? Có máy bao nhiêu máy móc ở trong? Dạ cũng cỡ 200 m2 chị. 200 m2 hết hồn tưởng 200 cái máy. Tôi hỏi bao nhiêu máy móc trong nó? 200 m2. Rồi cảm ơn cưng nha. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? À, em hòa đồng cũng vui vẻ. Em quên mất. Rồi có gì đâu quên, con người mình có làm sao mình nói vậy chứ, có gì đâu quên, có phải học bài gì đâu quên nè. Rồi còn có điểm mạnh gì nữa không? Rồi điểm mạnh không nhớ, chắc khuyết điểm là nhớ nè. Thấy mình có khuyết điểm gì không? Có những cái gì mình cảm thấy mình chưa có tốt thôi. Em hay quên. Hay quên. Rồi. Em vụng về. Vụng về. Em rồi mình cũng quên luôn, mình hay quên cho nên mình quên luôn, mình không biết mình có khuyết điểm gì luôn, đúng không? Bây giờ em biết, em nhớ anh bên này tên gì không? Anh ấy nói nhỏ quá. Ờ, anh ấy nói nhỏ quá, đây là anh tên là Thanh Xuân. À dạ. Đó, bây giờ anh đang còn rất là thanh xuân, nhưng mà anh chỉ hơi bị ế chút xíu thôi. Dạ. Bây giờ em nói, em nghe tên của cổ chưa? Em cũng quên luôn. Hay quá, bây giờ tôi nhắc lại một lần, bây giờ mỗi người tự nói cái tên mình một lần. Đối phương nhớ nha. Rồi anh giới thiệu anh tên gì lại nè, bao nhiêu tuổi lại nè. Em tên Nguyễn Thanh Xuân, 32 tuổi. Nguyễn Thanh Xuân, 32 tuổi. Em? Em là Phan Thị Hòa, 29 tuổi. Phan Thị Hòa, 29 tuổi. Rồi, nhớ chưa? Rồi, rồi. Tên gì? Phan Thị Hòa. Nhiêu tuổi? Bên đây tên gì? Thanh Xuân. Nhiêu tuổi? À, 32. Rồi, chốt nha, không quên nha. Dạ. Rồi, thế bây giờ tình trường sao nè, Thanh Xuân? Dạ, em trải qua 3 mối tình chị. 3 mối tình? Dạ. Hết bà nó cái thanh xuân rồi. Một mối tình nào dài nhất, dài bao nhiêu? Em tình dài nhất cỡ 3 năm. 3 năm? Đó là mối tình đó hồi năm nào vậy, nhiêu tuổi vậy? Mối tình đó thời sinh viên chị. Thời sinh viên. Còn cái tình gần đây nhất? Tình gần đây nhất thì cũng cỡ 3 năm. 3 năm luôn. Rồi em có số 3 ha, 3 mối tình dài 3 năm, 3 mối tình 9 năm hẹn chi hết thanh xuân. Mà tại sao mối tình gần đây nè, hồi đó còn đi học thì có thể là mình còn trẻ đúng không? Yeah. Mối tình gần đây 3 năm mà lúc đó cũng lớn rồi. Cách đây bao nhiêu năm rồi, chia tay bao lâu rồi? 5 rưỡi rồi chị. 5 rưỡi là lúc đó cũng 30 rồi, trên 30. Thế tại sao vẫn không tiến tới được hôn nhân? Dạ cái này chắc cũng bị dính lời nguyền Đà Lạt hay sao? Dính lời nguyền Đà Lạt, chỉ cho chị nghe coi, chị mới đi Đà Lạt về coi chị có làm gì trên chợ mà bị dính lời nguyền không nè. Dạ bạn nữ đi với nhóm bạn đi chơi, sau đó thì về rồi cái bạn ấy nói là anh bị mất người yêu rồi. Anh bị mất người yêu rồi. Bạn nữ á đi chơi về xong rồi nói, chủ động nói với em là anh bị mất người yêu rồi. Em có hỏi lý do không? À lý do thì bạn có quen người khác. Bạn nói quen người khác ở trong chuyến đi du lịch ở Đà Lạt. Dạ đúng rồi. Tôi tưởng đâu là hai người có tới đó thề non hẹn biển gì, nơi cái địa điểm nào, mà cái địa điểm đó là ai đi tới đó chơi, cặp đôi nào tới đó chơi, cặp đó về gãy đổ. Thế ra là em không có đi rồi. Em cũng em cũng đi với bạn đó một lần rồi. Sau này bạn lần sau em không có đi. Ai biểu lần sau em không đi? Em không đi, ta đi với người khác. Tại sao em không đi du lịch, đợt em không đi với bạn em? Bận công việc. Đó, bận công việc. Lo ham công, tiếc việc, lo cái phòng tập gym. Bỏ để bạn gái đi Đà Lạt một mình. Mà mọi người phải biết Đà Lạt là một cái nơi thơ mộng. Không khí thì nó lạnh lạnh. Đó, lúc đó người ta rất là dễ gọi là hứng tình, cảm xúc người ta dâng trào. Thì bên cạnh có người thanh niên nào quan tâm chăm sóc đến người ta thì người ta đi luôn. Lỗi này là của do em rồi. Cặp đôi đó làm sao rồi, tới đâu rồi? Hình như cưới. Cưới rồi luôn.
Trời, ta cao tay ẩn hơn em. Em đi Đà Lạt về sao chia tay, ta đi Đà Lạt về ta cưới luôn. Nghe em sao, tình trường mình sao nè? Em trải qua một mối tình ạ. Một mối à? Dạ. Em với anh đó thì quen nhau trước là cũng phải gần một năm rồi. Quen nhau trong bạn bè thôi ạ. Tức là quen biết với nhau khoảng độ một năm thì anh ấy tỏ tình. Quen độ khoảng được thời gian ngắn thì anh cứ hối cưới. Em cũng lúc đấy cũng chưa muốn cưới lắm. Là lúc đó là bao lâu rồi? Cách đây bao lâu rồi? Khoảng 2-3 năm ngoái đấy. Mà quen nhau bao lâu thì anh ấy cầu hôn? 2-3 tháng thôi à. Trời ơi, cuộc đời gì mà lắm chuyện á. Nó oái âm. Cái anh thì quen hoài, không chịu cầu hôn. Bạn gái cũng bỏ. Cái cô này mới quen mà được bạn trai cầu hôn, không chịu cũng bỏ người ta, là ý là dồn sao? Ủa mà sao người ta cầu hôn mà không chịu vậy? Lúc đó cũng 27-28 tuổi rồi. Lúc đấy chưa có tìm hiểu sâu nhiều ý. Tức là mới chính thức quen nhau khoảng độ 2-3 tháng ra. Bọn em tuy là quen nhau 2-3 tháng thôi nhưng mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều lắm. Lý do tại sao gặp nhau, thời gian gặp nhau không nhiều? Cái thời điểm đấy thì công việc của em cũng bận ý. Em cũng đi công tác nhiều. Thế em có hỏi ảnh là tại sao mà mình mới quen nhau cũng chưa có tìm hiểu nhau nhiều mà anh lại cầu hôn em không? Dạ, lúc đấy anh cũng khá nhiều tuổi nên là quen là tự tiến tới luôn ý. Nhưng mà em có cảm xúc, có tình cảm, có tình yêu với anh đó không? Em cũng không sâu lắm đâu. Chỉ là mới bắt đầu quen nhau ấy. Đấy, lúc đấy em nghĩ là đó là mối tình đầu của em nên là mọi thứ của em, cảm xúc của em là hơi chậm ý. Giờ anh đó lấy vợ khác chưa? Dạ chưa. Thật ra em đâu phải em chưa quen anh đó, em đã quen trước đó cả năm rồi. Dạ. Rồi khi mà hai người bắt đầu hẹn hò yêu nhau là thêm 2-3 tháng nữa. Dạ. Thì ảnh mới hỏi cưới em. Chị thấy gì cũng đâu có vội gì đâu. Có nghĩa là người ta cũng biết em rồi, biết cái gia đình, công việc, background của em rồi. Chắc là tại anh đó chưa phải gu em thôi. Rồi vậy giờ cho chị hỏi nè, em muốn tìm một người đàn ông như thế nào để lấy làm chồng? Về ngoại hình thì cao độ 1m65 trở lên là được. Rồi, ok. Người đừng ốm quá, cũng đừng quá. Đừng quá, vừa người. Dạ. Ok. Về tính cách thì biết chiều bạn gái, chủ động trong mọi việc. Ta chủ động cầu hôn đó. Gì nữa nè? Biết dỗ dành bạn gái, tính em hay nhõng nhẽo. Trời ơi, nhõng nhẽo cũng vừa thôi. Giờ có phải 18 đôi mươi nữa đâu, bây giờ sắp băm 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 rồi. Có cái gì không thích ở người đàn ông không? Em không thích người đàn ông gia trưởng. Kiểu như là quan tâm nhưng mà quan tâm quá hay kiểm soát ấy ạ. Thích được quan tâm nhưng mà không thích kiểm soát. Dạ. Nghe tiêu chuẩn cổ cho em. Dạ rồi. Thấy sao? Đáp ứng được. Đáp ứng được là cổ nhõng nhẽo nè, cổ cần hê lên cái là phải có em quan tâm nè. Nhưng mà quan tâm thôi, còn cổ làm gì cũng làm nha, chứ kiểm soát chặt chẽ rồi. Gia trưởng mà không cho đi đó, không cho đi đây, không cho gặp người này, không cho gặp người kia, không cho làm việc này, không cho làm việc nọ là không có được nha. Dạ không, đó em thoải mái. Thoải mái phải không? Rồi vậy cái mẫu người của em tìm là người như thế nào? Em tìm một mẫu bạn gái hiền lành. Hiền lành. Dạ. Biết nấu ăn, vui vẻ, chăm lo gia đình vậy. Rồi, có cái gì không thích ở người phụ nữ không? Dạ, càm ràm. Càm ràm. Dạ. Chia buồn với em, phụ nữ nào cũng càm ràm hết. Chia dữ quá em sợ. Dữ quá là sợ. Dạ. Cô này dữ ngầm thôi. Có cái nhìn bề ngoài rất yểu điệu thục nữ nhưng mà dữ ngầm ở bên trong, mới hiểu không? Có hình ảnh gì không để chị coi? Dạ. Em có hình không? Lấy hình cho chị coi coi. Em có trong điện thoại. Rồi đưa điện thoại chị coi cũng được. Xác suất 25% cái gì? Rồi, xác suất 25%, ảnh nó chậm á. Xác suất này đông mà. Tìm đi. Nha. Khó gì, em đưa tấm hình em còn khó hơn nữa. Em nói là anh này. Nào. Bạn này, ủa sao tự nhiên đoán bạn ngồi gần mặt trai vậy? Mấy cô ngồi mình sao không đoán trời. Đó. Lý do tại sao chọn anh đó? Em cảm giác vậy thôi ạ. Rồi, cảm giác vậy thôi, giờ cứ cầm nó đi. Em chỉ mở cửa trái tim ra coi đúng không. Rồi, xin mời hai bạn nhìn về hướng trái tim của tôi để xem sự lựa chọn của mình ngày hôm nay đúng hay không nhé. Mở cửa trái tim. Sao? Không. Đúng không em? Dạ, không rồi. Chết quá. Cả hai bạn đều sai. Ôi sai bét rồi. Thôi làm chị hợp đồng hết đi. Em còn ơi. Chứ nó chưa giải quyết được vấn đề gì hết. Coi quà gì nè cho chị coi với coi, chị tò mò lắm em ơi. Cuốn sách à. Hạnh phúc tại tâm. Khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là gì?
Dạ em cũng thấy hơi bất ngờ. Bất ngờ vụ gì? Em nghĩ là mình chọn đúng nên thấy... Rồi trong người hiện giờ có cảm xúc gì không? Nhìn mặt đối phương chưa? Có cảm xúc gì không? Dạ thấy cũng thích thích. Dạ thấy cũng thích thích. Thấy cũng thích thích. Thế còn em, thì cánh cửa trái tim này mở ra, cảm nhận đầu tiên của em là gì? Em thì anh cũng nhìn có vẻ hiền với à. Hình như là hơi nhút nhát. Hiền, có vẻ hơi nhút nhát. Em nhìn cổ có hiền không? Dạ, em thấy cũng không hiền. Em thấy cũng không hiền. Vậy là chị nói đúng đúng không? Nhìn rất hiền nhưng không có hiền đâu. Ờ được rồi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho các bạn ít thời gian để các bạn có thể trò chuyện với nhau 5 phút thôi nha. Rồi chị Tường sẽ quay trở lại. Bây giờ thì quý vị sẽ đến với phần ẩm thực nha, đến với những món ăn của nhà hàng Ăn Co. Và bây giờ thì các Tường xin mời các bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon, nhìn trang trí cũng rất là bắt mắt của nhà hàng Ăn Co. Đây là món cá hồi Na Uy nướng kèm rau xào, sốt teriyaki và rau mùi. Xin mời hai em cùng thưởng thức. Trời ơi, củ cà rốt nhìn hấp dẫn dễ sợ. Nhìn thấy cưng vậy sao nỡ ăn. Thôi nó chứ ăn đi, ăn ngon miệng, trò chuyện tự tin và vui vẻ. 5 phút nữa chị Tường quay lại, biết không? Rồi, xin mời hai bạn ngon miệng. Này, anh mời em. Dạ, em mời anh ạ. Nhà em là mấy anh chị em? Nhà em là có 4 anh chị em. Em là con thứ 3. Thứ ba, còn Út? Út là em trai em. Nhà anh thì có mấy người ạ? Ở nhà anh ba anh em trai. Ba anh em trai. Bên em mấy trai mấy gái? À, hai trai hai gái. Gái trai, gái trai. Thôi ăn nha. Công việc của anh thì như thế nào? Thì anh phòng tập ở nhà anh nên anh quản lý ở nhà thôi. Anh coi. Thường thì thời gian của anh có linh động không ạ? Thường nó cố định. Cố định. Thường nó thì rảnh chủ nhật. À, anh gặp em cũng vậy. Dạ, thường thì buổi tối các ngày trong tuần và thứ bảy chủ nhật. Sáng em không ở Tân Bình đúng không? Dạ, anh ở ở Nhơn Trạch ạ. Ở Nhơn Trạch là anh đi từ hướng quận 2 sang đúng. Lên thành phố Hồ Chí Minh. Hai qua phà Cát Lái á, qua phà Cát Lái là tới Nhơn Trạch. Anh có bạn bè gì ở trên thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Có ạ. Còn em làm việc ở đâu? Ở Tân Bình làm việc. Em làm việc ở Tân Bình luôn ạ. Ở Tân Bình luôn. Dạ, anh có hay lên Sài Gòn chơi không ạ? Cũng thỉnh thoảng, em thỉnh thoảng cuối tuần có đi. Em hay đi du lịch được không? Em ít đi du lịch lắm. Em đi hả? Chứ thường em thích làm gì? Em cũng không có sở thích gì đặc biệt. Thực ra em chỉ hay đi ăn uống hay là cà phê với bạn bè thôi. Có chơi thể thao gì không? Em có tập yoga thôi. Bình thường thời gian rảnh rỗi thì anh làm cái gì? Rảnh nếu sắp xếp được anh đi du lịch. Anh thích đi khám phá hay là anh thích đi kiểu nghỉ dưỡng ạ? Anh đi kiểu đi tour nhiều. Thường thì trong nước hay là ngoài nước hay là... Nước ngoài anh mới đi có xin với Mã Lai. Thế em chưa đi nước ngoài bao giờ? Thường thì anh có phải là người chủ động không ạ? Cũng có nhưng mà ít. Ăn chưa? Trời ơi, ăn đi. Ôi nói chuyện không ăn miếng nào, tao đồ ngon muốn chết luôn. Vậy mà tôi ra tao ăn đó hết dĩa rồi đó. Ăn đi, ngon không cưng? Dạ ngon ạ. Mày thấy anh còn nhút nhát không? Nãy giờ có thêm được cảm xúc gì không? Hả? Dạ rồi, cũng để từ từ tìm hiểu thêm. Từ từ tìm hiểu thêm, thời gian ở đây nó ngắn gọn lắm. Bởi vì chị nói với em rồi là phải đánh nhanh rút gọn. Thời gian không có nhiều, bây giờ trước tiên đồ ăn ngon nè. Dạ ngon gì? Dạ ngon, thế nãy giờ có hỏi được gì chưa? Dạ có hỏi gì anh chị em gia đình. Anh chị em gia đình. Báo cho em biết là hôm nay đi có anh trai của cổ ngồi ở ngoài á. Bây giờ chị mời vô đây nha, gặp em nha, được không? Rồi, mời anh trai vô trong à, anh trai của bạn gái. Rồi, hello em. Nè, anh ruột hay sao cưng? Dạ, anh ruột. Anh ruột, anh thứ mấy? Anh thứ hai. Anh thứ hai là anh lớn nhất á hả? Dạ, đúng ạ. À, anh thứ hai. Tại nhiều khi có nhiều ngoài miền Bắc là ta kêu là anh cả. Còn mình là anh hai, em là thứ mấy? Em là thứ ba. À, là kế đó, rồi còn hai người em nữa. À, không. À, còn chị gái đầu, đây là anh. Mới hỏi thứ hai là anh lớn nhất hả? Nữa. Thì con trai là anh lớn nhất nhà. Em còn chị gái nữa. À, rồi sau là còn một em trai, em gái, em trai nữa. Nãy giờ em ngồi nghe câu chuyện của hai bạn trẻ này không? Dạ em cùng nghe. Bây giờ em có ý kiến gì không nè? Có ý kiến gì chia sẻ với em gái mình hay là với bạn trai này không? Đầu tiên thì em xin chia sẻ với mọi người về em gái với anh.
chỉ dùng hai từ để nói. Một là về tính cách thì khá rụt rè, còn về gia đình là một người em biết quan tâm và có hiểu với cha mẹ. Còn công việc thì khá là giỏi trong việc quản lý. Về bạn nam thì ngoại hình thì khá là dễ nhìn và hiền. Còn đến về đây thì một chút thời gian này thì không thể nói lên vấn đề gì cả, nhưng mà mỗi người mà cảm thấy nó có một chút gì đó thiện cảm thì cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu thêm. Nhận xét ngoại hình thôi hả? Bây giờ không có nhận xét được gì thêm nữa hả? Về tình cách thì thực ra bạn ấy cũng khá chân thật đấy, cách nói chuyện thì... Nói nữa là loại chân giả luôn á. Nói anh chào anh trai cái đi nè, biết đâu làm anh rể tương anh vợ chứ. Ủa anh vợ hay anh rể? Anh biết đâu thành anh vợ sao? Bây giờ trước khi mà mình ra ngoài theo dõi tiếp câu chuyện, chốt lại một câu, có nói gì với em gái mình không? Thì như em nói ban đầu thì 5 phút nói chuyện tới chưa thể hiểu nhau được. Nhưng mà với cái nhìn ban đầu mà thấy còn thiện cảm nhau thì nên cho nhau một cơ hội. Còn quyết định thì vẫn là tùy ở em thôi, và hai bạn. Rồi, vậy ha, cảm ơn em. Rồi, hy vọng với những lời chia sẻ lúc nãy cũng có thể hỗ trợ thêm phần nào cho, đặc biệt là cho em ha, để mình đưa ra quyết định của mình. Thế giờ chị hỏi thêm nè, hồi nãy giờ mình có bàn với nhau về cái chuyện mà cái khoảng cách địa lý chưa? Bạn này ở Đồng Nai cách thành phố Hồ Chí Minh 30 cây số. Thế là mình hẹn hò như thế nào, công việc hai bạn ra làm sao, giờ giấc như thế nào, mình tính chưa? Em có hỏi giờ giấc của anh rồi. Anh nói sao? Thường thì anh sẽ rảnh vào chủ nhật. Ủa chủ nhật phòng gym đóng cửa hả? Dạ chủ nhật nghỉ chị. À, hai người quen nhau thì em nghĩ bao lâu mình sẽ thăm bạn gái được một lần, nếu như hai người bấm nút hẹn hò với nhau? Dạ một tuần đó là. Là một tuần là lên chủ nhật đó hả? Lên đi chơi cả ngày luôn phải không, rồi đi về phải không? Dạ. Phần gặp một lần thì đối với cái nhu cầu của em thì em thấy là ok không? Em nghĩ là thời gian đầu thì một tuần thì ok, còn nếu như mà quen mà cảm thấy mà tiến tới lâu dài hơn thì em mong muốn là anh sẽ dành thời gian nhiều cho em hơn. Thế rồi, nhưng mà thí dụ đi, tại vì mình quen ai mình cũng tuổi này cũng lớn hết rồi, mình quen mình cũng tính cái hướng lâu dài. Dạ. Thí dụ như trường hợp tìm hiểu nhau là vài ba tháng, 5-6 tháng gì đó, thế họ mình tính tới chuyện hôn nhân đi. Dạ. Thì em có sẵn sàng đi về Đồng Nai ở làm dâu ở Đồng Nai không? Công việc của em hiện tại thì khá là ổn định ở Hồ Chí Minh. Ừ. Nên là em mong muốn người đấy sau này lập nghiệp ở Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì nó sẽ tùy thuộc vào tình cảm, nếu như mà tình cảm đủ lớn thì cũng có thể về được, không có vấn đề. Em á là cũng từ xứ khác tới thành phố Hồ Chí Minh chứ em cũng phải quê quán ở đó, thì nơi nào đất lành thì chim đậu. Nên chị nghĩ như vậy, chỗ nào mình làm ăn mình phát triển được cái sự nghiệp của mình, hoặc là nơi nào mà có tổ ấm, có tình yêu của mình thì mình đến. Rồi đó là ý của bên nhà nữ. Hay còn bên nhà nam, thí dụ như bây giờ bạn nữ chị muốn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mà tình yêu nó lớn, thì em có thể nào rời Đồng Nai lên lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh được hay không? Dạ được, em nghĩ được. Rồi cái phòng tập ở nhà ai coi? Cái nó thể thuê người hoặc là sang bán lại cũng được chứ. Rồi lên thành phố Hồ Chí Minh em làm gì? Em nghĩ em tiếp tục làm công việc đó, hoặc là làm bên dược cũng được. Mình có nghề mà đúng không? Vừa làm dược được, có thể mở phòng tập được, hoặc cũng có thể làm cả hai, miễn sao phát triển kinh tế. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tình yêu của hai bạn. Rồi, thế bây giờ để cho các bạn tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa, mình sẽ bắt đầu chơi chút xíu cái mini game nhỏ nhỏ nha, để xem mình có hiểu nhau hơn hay chưa. Rồi, mỗi người bóc một câu hỏi chương trình đưa ra, đọc lớn lên lại hỏi bạn gái. Bạn rất không thích người khác đụng đến điện thoại của bạn, thế nhưng có một lần từ ngoài bước vào thấy bạn trai đang cầm điện thoại của mình, bạn sẽ xử lý như thế nào? Rồi, em trả lời. Em sẽ hỏi trước là tại sao anh xem điện thoại sau lưng em. Thực ra thì em nói là không thích bạn trai kiểm soát, nhưng mà em rất là sẵn sàng cho bạn trai xem nếu mà bạn ấy muốn. Nhưng mà... Có lén như vậy thì em thấy như thế nào? Có lén thì em... Đó, rõ ràng là em không có thích. Dạ. Mà người ta, em vô em thấy bạn trai em đang giống như là có lén rồi. Em vừa bước ra ngoài, bạn em rập điện thoại coi, em bước vô nhìn mặt cặp cảnh đó, lúc đó em xử trí như thế nào? Em sẽ hỏi bạn trai là tại sao làm thế thôi. Được, có giận không hay là rồi thôi? Tùy theo cái bạn trai đấy đáp lại em như thế nào nữa, chứ em cũng không phải là người... Có nghĩa là em không có cần gì phải bí mật phải không? Nếu như em có bạn trai thì em sẵn sàng chia sẻ. Bạn trai muốn xem em cho xem luôn. Dạ. Ồ, thế còn em là như thế nào? Thí dụ như người ta coi điện thoại của em, thí dụ em có bạn gái thì em có sẵn sàng chia sẻ cái điện thoại của em cho bạn gái em xem không? Có gì, chuyện đó em cũng thoải mái. Dạ. Tình huống bạn gái gọi điện cho bạn và bạn nói đang ở nhà, thế nhưng cô ấy lại follow Instagram của người yêu cũ của bạn và thấy hình bạn chụp chung với người yêu cũ, bạn gái lấy bức hình đó gửi qua cho bạn, bạn xử lý thế nào? Em gọi điện cho anh. Thôi thì em hỏi anh đó, để anh trả lời đi. Nhưng mà anh nói với em là anh đang ở nhà. À, nhưng mà em sẽ
xét đi ngược ra mình thấy là của người yêu cũ của ảnh. Thấy là thấy là đó. Và em chụp bức hình đó gửi qua cho ảnh thì ảnh sẽ xử lý như thế nào? À, cái trong trường hợp đó thí dụ có thể tấm hình đó đã chụp từ lâu rồi. Dạ. Đoạn đó bị giờ mới đăng lên. Là em giải thích cho bạn gái em như vậy đó. Trong thực tế là em không có làm chuyện đó phải không? Em có khi nào mà đang quen bạn gái rồi mà còn đi kiếm bạn gái cũ không? Dạ không. Chắc không? Chắc thì. Nãy em nói em còn nhớ bạn gái cũ mà. Ta bỏ mình cũng còn đau lòng lắm, đâu lúc nào đó là ngựa quen đường cũ. Rồi bên đây đang giận hờn gì đó hay làm bộ được cái tự nhiên rồi ngoại tình chút xíu có không? Không có, không gì. Chắc không? Dạ chắc. Ví dụ như ảnh giải thích như vậy, bạn trai mình giải thích cho mình như vậy em có tin? Hình từ xưa hả? Ví dụ như tấm hình đó là em hiểu nó là xưa thiệt. Khi bạn trai mình giải thích hình đó là hình cũ rồi thì em, tại vì bạn trai mình chụp mới cũ mình nhìn mình phải biết chứ, đúng không? Thì thí dụ đúng cái hình đó là hình cũ thì em có giận bạn trai mình không? Thì em không giận nhưng mà em sẽ nói, tại vì là nếu như mà người yêu cũ còn đăng cái hình lâu như vậy ấy, mà lên ý, thì em sẽ nói với cả ảnh là sẽ nói chuyện với cả người yêu cũ hoặc là giải quyết như nào để em yên tâm. Chứ còn đúng rồi, em sẽ không có quan tâm đến người yêu cũ đấy. Đúng rồi. Tại vì thứ nhất là tại sao cô đó còn đăng, mình phải tìm họ rồi hiểu cái thông tin chứ đâu mấy ngày nay rù rì rú rí gì người ta mới moi ra người ta đăng. Còn nếu như mà do cô ấy tự động cổ đăng vì bản thân cổ vì mục đích gì đó thì mình cũng không thể trách bạn trai mình được. Tại mình chia tay rồi, người ta muốn làm gì ta làm, giờ đi kiếm người ta nữa thì cũng là vô lý. Cái anh ta muốn đăng người ta đăng, đúng không? Rồi chị cho các bạn trả lời những câu hỏi như thế này để mình biết thêm về tính cách của cái người mình đang tìm hiểu thôi. Đây câu hỏi cuối cùng dành cho hai bạn này, không chơi game nữa nè. Giờ hai bạn nhìn nhau đi. Hiện tại giờ phút này em cảm nhận về người đối diện như thế nào và cảm xúc trong người em như thế nào? Dạ, em cảm nhận bạn nữ cũng dễ thương, có đôi mắt đẹp. Trong lòng em cảm thấy như thế nào? Bản thân em thì em có những suy nghĩ gì? Chương trình này thì mình chưa tìm hiểu hết được, mình cần cho nhau cơ hội và tìm hiểu thêm. Nếu như mà em tìm kiếm được đúng một người vừa ý của mình thì em dự định bao giờ tiến tới không? Dạ, 1 đến 2 năm chị. 1 đến 2 năm. Còn em, với cuộc gặp mặt ngày hôm nay thì em có cảm nhận như thế nào? Em đang có hơi phân vân với anh ấy một xíu. Em có thể hỏi anh một xíu được không? Dạ, em cứ hỏi. Ngay từ đầu ý, chị Cát Tường cũng nói là trên mặt anh chỉ có một cảm xúc thôi. Bây giờ em mới thấy anh cười một xíu. Với cả là anh có thói quen nói chuyện không nhìn vào người khác lắm hay là do hôm nay không tự tin thôi? Anh nghĩ là một những ưu điểm anh biết lắng nghe người khác, nhưng mà quay phim nhiều khi áp lực xíu. Nắm mặt đối phương để chứng tỏ là mình tôn trọng, mình đang thuyết phục họ hoặc là mình đang lắng nghe họ nói. Còn đúng là khi em nói, khi mà mình nói chuyện mà mình không dám nhìn vào thì nó có nhiều cái lý do. Có thể một là do có thể là bình thường bạn nó cũng như vậy, còn hai là do vì hôm nay là mất tự tin tại vì đông quá, thật sự không phải ai cũng có thể ngồi nói chuyện trước nhiều máy quay như thế này. Và ngồi trước chị Tường thì nhiều khi nó cũng có áp lực, nên có câu hỏi bạn gái đúng đó, qua điều đó chứng tỏ là bạn gái rất là để ý và rất là chi tiết. À, thế lại nãy giờ là chị đi là không có nhìn mặt bạn gái luôn hả? Dạ có chị. Bây giờ nè, 30 giây dành cho hai bạn nhìn thẳng vào nhau, mỗi người dành cho nhau một câu, rồi chúng ta quyết định dừng lại cuộc nói chuyện ở đây và đưa ra quyết định của mình. Em trai nói trước, nhìn thẳng mặt bạn gái. Anh nghĩ rằng anh và em mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đến với chương trình chúng ta chỉ có ít phút để trò chuyện với nhau thôi. Quan trọng là cảm xúc, vì đầu tiên đến với tình yêu nó phải có cảm xúc. Sau cảm xúc thì chúng ta mới sử dụng lý trí của mình để mà phán đoán. Giới thiệu là việc của Cát Tường, còn quyết định là quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý chúng ta cứ lặng lẽ lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Và trái tim nó cùng sáng đèn một lúc nha. Mời hai em qua đứng bên đây ạ. Như vậy là ngày hôm nay cặp đôi này đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Bây giờ thì họ có thể nắm tay nhau được rồi nhé. À, một cái nắm tay đầu tiên để có chút điện, chút cảm nhận về nhau nữa mới có đủ động lực để hẹn hò với nhau. Và đây chương trình gửi tặng cho các bạn những chiếc vé xem phim nhé. Đây là một cái địa điểm hẹn hò đầu tiên hay trước khi về Đồng Nai, đưa bạn gái ra làm chiếc phim Cinebox 212 Lý Chiến Thắng xem phim rồi hẳn về. Và đây là món quà của chương trình dành để làm đẹp cho bạn ha. Cảm ơn cưng. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúc hai em sẽ có nhiều thời gian
dành cho nhau. Kính thưa quý vị, chương trình Hẹn Ăn Trưa sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, để xem hôm nay những người tham gia chương trình sẽ chia sẻ những câu chuyện của họ như thế nào. Họ thích cái gì, họ ghét cái gì, họ muốn tìm một người bạn đời như thế nào. Xin mời, chúng ta sẽ đến với sự hiện diện của hai bạn trai. Xin mời hai em. Wow, trời ơi, đô quá, ngầu quá. Trời ơi, về đúng ghế nha. Trời ơi, hoành tráng quá vậy cưng. Và bây giờ bên đàn gái là sự xuất hiện của hai cô gái trẻ chung. Ta da. Ồ. Nghe đây cưng. Rồi. Hãy lựa màu ghế của mình đi nào. Rồi, ổn định chưa? Dạ rồi. Xin mời các bạn gái giới thiệu trước luôn đi. Dạ đây. Cô gái ngồi trên ghế màu đỏ. Em hãy giới thiệu về mình. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Hồ Minh Đạt, em chào hai bạn nam bên kia và chào tất cả mọi người đang xem chương trình này. Em tên là Nguyễn Thiên Nga, em 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Hiltech. À, quê em ở đâu Nga? À, dạ hiện tại em đang ở bên quận 2 ạ. Quận 2, là quê Sài Gòn luôn hả? Dạ không, em là người Yên Bái. Em vô Sài Gòn bao nhiêu lâu rồi? À, em vào Sài Gòn cùng gia đình được hơn 10 năm rồi ạ. 10 năm vô là em vô học ở trong đây luôn? Dạ đúng rồi. À ha. Rồi thì đi học mình có đi làm thêm gì không em? À, hiện tại công việc của em là dancer tự do ạ. Ồ. À, dancer. Bên đây nghe dancer cái có chàng trai ngồi cạnh tôi, wow liền. Wow hả? Có cá tính. Chàng trai ngồi ghế màu đỏ luôn đi. Rồi, xin mời em. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt và xin chào hai bạn nữ đang ngồi ở bên kia. Nói lớn lên cường, mạnh mẽ lên cường. Và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Em tên là Lê Phạm Thế Vũ và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối, vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, sao giống nhau như vậy, tới đây cho chị vỗ tay một cái. Dạ, chưa hết chị. Chưa hết. Thì bên cạnh đó, công việc làm thêm của em là một nghệ sĩ xiếc của bộ môn sức mạnh đôi tay và là một huấn luyện viên yoga và là một giáo viên tiếng Anh. Trời ơi, sao nhiều quá vậy. Từ từ để chị bình tĩnh, chị nổi da gà hết trơn nè. Vỗ tay liền. Bây giờ trước tiên tôi nghe có cái vụ là năm cuối đại học ngôn ngữ đại học ngôn ngữ Anh đúng không? Vừa hoàn thành khóa luận. Vừa hoàn thành. Trong khi cô bên kia là năm ba. Coi như đây là đàn anh. Rồi bây giờ còn gì nữa ta? À là siết đúng không? Siết sức mạnh đôi tay. Siết sức mạnh đôi tay là sao cưng? Tức là mình sẽ thực hiện những động tác khó trên đôi tay mình, đứng bằng tay đó chị, đứng bằng tay đó chị. Ô, oh, wow. Trong chuối đồ hả em? Thể lực. Về thể lực và về uống dẻo. Ủa, chị khỏe mà dẻo nữa hả? Vừa khỏe vừa dẻo. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Thật ra trước đó em là vận động viên thể thao từ năm 4 tuổi rồi. Qua rất là nhiều môn. Ủa, 4 tuổi em là vận động viên môn gì? Môn bơi lội chị. 4 tuổi đã bơi rồi. Dạ, đã bơi lội rồi nên là có cái tố chất thể thao sẵn rồi đó. Em chuyển qua các môn võ thuật khác và lấy được nhiều tích. Rồi sau đó em mới chuyển qua siết để thử thách cái ý chí và sức mạnh của em. Yeah, nhưng mà hiện tại bây giờ cái môn mà em focus vô, em tập trung vô nhất là cái gì? Là môn siết sức mạnh đôi tay. Siết sức mạnh đôi tay. Yeah. Siết sức mạnh vậy đôi tay. Vậy thì mình tốt nghiệp cái ngôn ngữ Anh xong rồi là mà mình vẫn đi siết. Dạ, tức là đi song hành cả hai, tức là vừa có sức mạnh thể chất và vừa có kiến thức thì mình sẽ cống hiến được nhiều hơn cho mọi người và xã hội ở trong đất nước này. Wow. Rồi. Em có tham gia thi cử gì trong những cuộc thi dạ, chưa? Em từng đại diện cho Việt Nam tham dự Asia Got Talent mùa 3. Ở đâu, tổ chức ở đâu? Ở bên Singapore. Rồi mình có được dạ, chỉ được lọt vào bán kết thôi. Được trò bóng bán kết mà ở nước ngoài dạ. Vậy là ngon lành rồi em. Trời, em thi Asia. Em đã thấy mình chưa có đem lại được vinh quang cho đất nước hết, còn rất là mục tiêu sắp tới có hướng tới cuộc thi gì nữa không? Dạ có, nhưng mà em sẽ giữ bí mật. Dạ giữ bí mật. Vẫn luyện tập mỗi ngày. Vẫn sẽ luyện tập mỗi ngày và vẫn sẽ đi dạy tiếng Anh mỗi ngày. Vậy rồi đi chơi bạn gái giờ nào? Đó là do tại sao mà suốt 23 năm nay em vẫn độc thân và em đến với chương trình này, em hy vọng rằng là chương trình sẽ tạo cơ hội cho em để có thể tìm được Không, bây giờ chị Tường với anh Đạt thì ráng tạo cho em rồi đó. Dạ. Nhưng mà em phải có thời gian chơi bạn gái chứ. Chứ bây giờ cái lịch em kín quá. Em nghĩ rằng là cuối tuần em
em sẽ dẫn bạn gái đi diễn chung với em, sau đó hai đứa đi chơi. Đi coi em diễn xong đi chơi luôn. Đúng rồi. Cuối tuần. Hợp lý. Rồi. Trời. Rồi. Em ngồi đây là em mường tượng anh chàng đó là chắc giống như Avenger khổng lồ xanh bệnh quá. Thiệt chứ bộ. Chắc bự con mai tường. Hả? Bự con. Đó là nãy giờ đó là bạn Vũ ở chiếc ghế màu đỏ. Ghế màu đỏ. Đồ con khỏe mạnh. Đồ con khỏe mạnh. Rồi, bây giờ tới bạn nữ ghế màu xanh nè. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt và chào chị Cát Tường và chào mọi người ạ. Em tên là Kiều Tiên, sinh năm 98, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của em đó là tarot reader, tức là đọc những cái tương lai của mọi người thông qua lá bài. Ủa? Thật ra thì ủa, cái đó là công việc luôn á hả Cưng, chứ không phải là sở thích? Dạ đúng rồi, nó vừa là sở thích mà vừa là công việc của em ạ. Dạ. Vậy thì là hằng ngày em làm gì với cái công việc đó? Dạ bình thường thì là khách thật đúng lý thì đây không phải là công việc chính của em, nhưng mà do là có nhiều người đặt quá các em không còn thời gian để em làm công việc vậy khác là em được. Coi hay lắm, sao mà nhiều người đặt luôn hả? Dạ em cũng dạ. Mà bây giờ là xuất sắc. Em làm công việc này được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm từ cuối năm 2019. Thật ra thì cái cuộc sống của em đó giờ nó không có liên quan đến cái này. Tại vì trước đó là em có kinh doanh từ năm lớp 9 cho đến cuối năm 2019 của em, tức là khoảng 4-5 năm gì đó em kinh doanh. Mà em học thì là em cũng học ngành kế toán ra nữa, nói chung là không có liên quan. Năm nay em bao nhiêu tuổi Cưng? Dạ hiện tại em sinh năm 98 thì khoảng hình như là 23 hay 24 gì. Nhưng mà quê gốc mình là ở đâu tiên? Dạ em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị Tường. Dạ. Sao em tới phiên bạn trai ngồi ở ghế màu xanh mà em giới thiệu. Dạ, đầu tiên là em xin chào hai MC duyên dáng và cực kỳ dễ thương của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên đầy đủ là Lưu Quốc Tuấn, nghệ danh của em là Danh Lưu. Công việc hiện tại của em là diễn viên tự do. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 31 tuổi và em vẫn còn độc thân. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ và thân thiện, rất là dễ gần. Còn điểm yếu của em thì lâu lâu em hay nóng tính, hay khùng hay điên cái gì. Hay khùng hay điên. Nói rõ rõ hơn đi để hai em gái bên kia sợ. Dạ thì cái điểm em nói về cái điểm yếu của em thì cái lúc mà kiểu như em hay nóng tính á thì em giận lên thì em không muốn nói chuyện với ai hết trơn. Em muốn đi một cái nơi nào đó nó có khoảng lặng riêng cho mình. Rồi khi nào em hết giận hết nóng thì nói chuyện tiếp. Rồi bây giờ thì nhà chim tinh học, em phải nói về điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Điểm mạnh của em thì mọi người thường đánh giá em là người vui vẻ, hòa đồng, với lại thông minh, tiếp thu nhanh. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì là em cái này nó vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm của em, đó là em rất thẳng tính. Dạ. Với lại em cũng khá nóng tính nữa. Thẳng thắn tới mức nào mà gọi là khuyết điểm? Tức là nếu mà gặp cái chuyện gì mà nó không đúng á thì em sẽ nói, chứ em không có kiểu gọi là cho qua được. Dạ. Bây giờ tôi quay lại chứ anh chàng trai cao to vạm vỡ ngồi bên cạnh tôi nha. Quá trời tài năng. Quá trời tài năng. Vậy thì em có cái điểm yếu gì? Chị chưa hỏi điểm mạnh thì hỏi điểm yếu trước. Cái điểm yếu của em có lẽ trước hết chị cũng thấy và mọi người cũng thấy là quá bận cái nè. Quá bận là không có thời gian. Quá bận cho nên là nhiều khi em sẽ bị gọi là hơi áp lực về công việc. Rồi. Nếu như vậy thì mạnh là cái gì? Em nghĩ rằng em cũng tự tin. Em tự tin nhất về bản thân em là về cái điều gì? Về khả năng thuyết phục người khác. Bên đó thì một anh diễn xuất và một anh diễn xiếc. Thì bây giờ em có thế mạnh thế yếu gì để em show ra với hai ảnh không ? Em tự nhận thấy cái điểm mạnh của em là một người chăm chỉ. Chăm chỉ? Chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học hỏi. Chăm chỉ. Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu ăn, nhưng mà em chỉ nấu cho một mình em ăn thôi, bởi vì em ăn theo cái thực đơn riêng của em, kiểu em ăn eat clean ấy ạ. Không, bây giờ vậy nè, quan trọng là hai bạn ghế đỏ hôm nay có một cái sự trùng khớp, hai bạn là coi như là gọi là đồng môn ngôn ngữ Anh. Bây giờ hai bạn nói tôi đâu có tin, hai bạn thử chào nhau tiếng Anh coi, mặc dù tụi tôi không hiểu nhưng mà tụi tôi vẫn nghe được. Xin mời hai bạn. Rồi đại ca trước đi. Đại ca. Good afternoon everyone. My name is Thế Vũ and I'm from Vietnam. Currently, I am a senior year student of ABT University studying English Linguistics major. And my passion is hand balancing and upstring yo-yo. Besides that, I am an English teacher who teach for my lovely students. That is the reason why I don't have so many time and I'm so busy to find a new lover. That's why I come here in the game show named Ghép Đôi Thần Tốc to make it happen. Chào cô tiểu muội. Rồi. Rồi, hai người giao lưu với nhau đi. Trời ơi, tiếng Anh mà còn không biết xưng hô sao nữa, Vũ Quỳnh đi thôi. Ok. Hi nha.
Hi. Actually, I really admire you because you are a dancer and you are the same major with me. And that's why it makes me feel like you are the one who born for me. I hope so. Cái gì? Em nói đi. I hope so. Ủa vậy thôi đó hả? Ủa vậy thôi đó hả? Sao người ta làm một tràng dữ vậy mà làm trời, bà nói chữ chữ vậy? Phải biết người ta làm quá trời ở đó. Ừ. Em hết sổ. Phê hết luôn. Tự tin lên. Yeah. Hi there. So glad to see you today and I hope we can be a couple. Yes. So actually we haven't had a chance to see each other yet, but I think that the soul that we spend with each other right now is the thing that I really appreciate. And after seeing you, I hope that we are able to having the opportunity to date with each other and can go far away. Thank you very much. Thank you. Vậy thôi hả? Bà kia có tiệm lời dễ sợ đó. Thank you. Cảm ơn em. Sao? Em nói gì? Em chưa nói điểm yếu của em. Điểm yếu rồi, em nói đi. Vâng, điểm yếu của em là em ít nói. Nãy cũng nói nhiều lắm mà. Em ít nói thôi. Thì đó, thì người ta nói quá trời tiếng Anh luôn. Qua tới em, hết sổ. Không ấy, bây giờ em ít nói em hát được không cưng? Dạ được ạ, à, em biết hát một chút xíu. Ok, chút xíu. Mời em. Phố đã lên đèn, con đường có môi kèm môi. Phố đã lên đèn, bên người em thương em nhớ em mong. Có nhạc bên cạnh ai không feel, có anh bên cạnh yêu không phai. Tình yêu nằm ngang của em luôn ngàn năm. Phố đã lên đèn, em nhìn trái tim đại dương. Phố đã lên đèn, đi tìm lời ca em viết chân vương. Mưa rơi chơi vơi còn mơ về anh, nguyên vẹn câu chuyện ta thường xem. Hạnh phúc sẽ không xa nếu như ta xem nhau là tất cả. Wow. Cái giọng chị tiếng quá trời luôn á. Hơi bị ưng rồi phải không? Chàng trai màu đỏ nó hơi bị ưng, còn em sao? Quá dễ thương chị. Quá dễ thương. Dễ luôn. Siêu lòng. Chị nhắc lại cho em biết rằng là ở đây chúng ta có một sự cạnh tranh lành mạnh nha. Hai chàng trai mình có quyền lựa chọn một trong hai cô gái, tức hai cô gái cũng ngược lại. Rồi thế bây giờ tình trường sao? Chàng trai hào hoa phong nhã vô nghệ thuật, đi làm nhiều, xung quanh nhiều cô diễn viên, nhiều cô đồng nghiệp. Tình trường chắc nhiều à? Nói tới tình trường éo le lắm chị ơi. Éo le cuộc tình luôn. Mời em vô. Ai cũng nói là cái nghề diễn viên là nhiều người yêu và đào hoa. Thật chất là không phải. Riêng em á, em thấy bản thân em thì em đã trải qua hai mối tình rồi. Và hai mối tình em đều thất bại. Bị cắm sừng. Hai mối tình đều bị cắm sừng hết. Dạ. Trời đất ơi. Sao nó nghe nè, đưa về giờ bàn tay lên chị coi coi. Sao út nhẹp vậy? Dạ, em rung á chị. Rung là vậy đó hả? Dạ. Đúng rồi, quá trời đất ơi. Tự tin chứ ông kính nghệ diễn viên mà lên đây rung dữ vậy? Không, tại em nhát gái gì. Không, tại em nhát gái gì. À, nhát gái. Nhưng mà cái tiêu chí em chọn bạn gái khó không? Dạ không. Mẫu người lý tưởng sao, chuẩn sao? Dễ nhìn là được rồi chị, em không cần đẹp. Dễ nhìn. Mình là làm diễn viên là mình chú trọng bề ngoài chứ sao mà bạn gái không cần đẹp. Tại vì em nghĩ rằng cái nghề của mình là tiếp xúc với người đẹp nhiều rồi. Em nhìn em cũng thấy bình thường. Cái quan trọng là cái trái tim phải trung tình. Có nghĩa là phải cần cái trung tình. Mình bị hai cặp sừng rồi. Đúng rồi. Không muốn cặp thứ ba nữa đúng không? Có cá tính mạnh mẽ chút xíu. Mạnh mẽ. Công việc ổn định và biết lắng nghe. À, biết lắng nghe. Sao nào? Cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh. Dạ. Em có chung thủy không? Dạ, em rất là chung thủy. Rất là chung thủy, ổn quá trời. Nhưng mà trước khi chung thủy thì mình đã từng trải qua những mối tình nào? Dạ em có hai mối tình ạ. Hai mối tình. Một mối tình kéo dài khoảng 6 tháng, một mối tình kéo dài khoảng 4 năm. Dạ. Thì đều là quen trong lúc em học năm lớp 11 hết. Lý do chia tay thì là tại vì khi mà tính tới cái chuyện gọi là kết hôn á thì cái mấy bạn đó lại biện lý minh lý do này kia, cho nên là em không có muốn kéo dây dưa thêm. Muốn phải có sự nghiệp trước rồi mới tính tới chuyện gia đình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như mẫu thế nào? Mẫu người đàn ông. Dạ thì em không có quan trọng ngoại hình lắm, nhưng mà bạn đó nên cao hơn em một chút. Cao khoảng tầm 1m7 là được. Nhưng mà em quan trọng nhiều hơn là về cái đạo đức với lại là cái cách cư xử của bạn đó. Em bị ấn tượng bởi những bạn có cái cách cư xử tinh tế, quan tâm đến mọi người. Dạ. Thấy chia sẻ cái cặp xanh xanh này có vẻ cũng hợp nhau nha. Rồi cặp màu đỏ.
quay lại với Vũ. Sao tình trường mình sao cưng? Dạ, bận quá chắc đâu có người yêu đâu phải không? Suốt 23 năm nay là em chỉ có tập trung vào cái việc học, việc tập luyện, việc tìm hiểu kiến thức. Để em, vì em luôn nghĩ rằng là sau khi mình thành tài, mình ra trường mình phải là một nhân tài tốt cho đất nước, cống hiến được nhiều lợi ích có giá trị về mặt tinh thần và về mặt thể chất cho mọi người. Nguyên nhân gì ngày hôm nay em đến với chương trình? Dạ, thì em muốn tìm một người yêu có cùng chung chí hướng. Chỉ có chí hướng mới giúp cho hai đứa em tiến xa được thôi. Rồi, thế thì cái chí hướng của em là như thế nào? Dạ, em nói luôn cho các bạn gái bên kia nghe. Dạ, chí hướng rằng là ví dụ như bạn bạn Nga đi thì có là dancer đi ha. Thì cũng cùng chung cái nghệ thuật với em, nghệ thuật về hình thể. Thì có thể phát triển được cái điều đó đến với mọi người. Và cũng cùng chung ngôn ngữ Anh nữa. Thì có thể phát triển được cái điều đó đến mọi người luôn. Cùng chung chí hướng là để đem lại lợi ích cho mọi người bằng cái đam mê và cái sở trường của mình. Bây giờ về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Dạ, em nghĩ là dancer thì chắc là ngoại hình là đủ tiêu chuẩn đối với... Ủa là em nhắm thẳng luôn bên đó luôn rồi đó hả? Chứ em không có cái mẫu người lý tưởng riêng trước khi đến chương trình hả? Dạ, dancer. Dancer. Rất là đi thẳng vô mục tiêu. Còn em? Vâng. Kể về chuyện tình trường mình đi nè. Em có 3 mối tình. 3 mối tình. 2 mối tình chính, 2 mối tình chính, 1 mối tình phụ. Chính và phụ luôn. Tình chính và tình phụ. 2 mối tình chính là 2 mối tình chính thức. Chính thức. Lâu dài một chút. Lâu dài là khoảng bao nhiêu năm? Mối tình đầu tiên là 1 năm. 1 năm. Mối tình thứ hai là 8 tháng. Vì sao chia tay? Mối tình 1 năm là bởi vì anh ấy lo cho công việc nhiều quá, không có thời gian cho em. Trời ơi, nhột nha Vũ, nhột nha. Ui da, cái thời khó biểu như vậy căng quá vậy trời. Ồ, lo cho công việc nhiều quá, không lo cho em. Không, mà lúc đó ta chưa có bạn gái, có bạn gái người ta khác. Đúng mà. Đúng rồi, tại vì em làm điều gì em cũng quyết tâm khi mà... Nên khi mà em yêu ai là một ai đó. Đã quyết tâm tham gia ghép đôi thần tốc là phải quyết tâm có bạn gái. Dạ đúng rồi. Đúng. Và phải chăm lo được cho bạn gái. Phải chăm lo gái. Chính xác, tôi đồng ý. Tôi đứng phe bạn Vũ. Gương mặt rất là quyết tâm, đầy quyết đoán. Mẫu người lý tưởng của em sao? Mẫu người lý tưởng của em là tập gym. Em không cần sống mũi nha, nhưng mà em thích vai to, ngực to. Chỉ tưởng thôi. Ok, thấy rồi cưng. Cao khoảng 1m75 độ lên. Cao mét mấy? 1m75. 1m75. 1m75 lên. Yeah. Gì nữa? Vô quá. Đối xử với em nhẹ nhàng một chút. Dư sức chị tưởng ơi. Dư sức chị tưởng ơi. Tới luôn nha cưng. Bây giờ thì quý vị thấy đó, sân khấu chúng tôi rất là nóng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ những người thân của các bạn tham gia chương trình cũng đang rất là nhiều cảm xúc, muốn chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với chương trình. Bây giờ mình sẽ ưu tiên bên nào trước đây? Ưu tiên cho bên nhà gái trước nha. Nhà gái trước nè. Dạ, bên đây là mình thấy có một bác. Dạ, con chào bác. Chào các trường. Dạ. Dạ. Bác ơi, nãy giờ bác có theo dõi chương trình rõ không bác? Có rõ. Dạ. Dạ, bác là phụ huynh của em nào trong này ạ? Tiên. Bé Tiên. Dạ thưa bác nói một chút xíu về con gái mình được không bác? Nói chung thì nó là con út của cô. Dạ. Thành ra thì cô cũng không có khó khăn gì ăn thua, mà nếu mà cháu thấy con nó thấy mà người nào mà hợp với nó thì tùy nó thôi, chứ cô cũng chẳng có khó khăn gì hết. Dạ. Cô chỉ mong là mọi chuyện tốt đẹp đối với con cô thôi. Dạ, dạ. Nhưng mà bản thân cô mình có tiêu chí kiếm con rể tương lai là người như thế nào không ạ? Cô thì cô chỉ thích cái người thành thật, mà không cần giàu sang gì, thành thật mà biết thương con cô thật lòng là được rồi. Dạ. Vậy bây giờ cô tiếp tục theo dõi chương trình nha, để cô xem hôm nay kết quả như thế nào nha cô. Dạ, con chúc cô sức khỏe nha. Cảm ơn con. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến đổi không khí, mình chuyển qua bên đây đến người thân của bạn Nam. Dạ, em chào chị. Mẹ em. Mẹ em hả? Trời, mẹ em trẻ quá, chị kêu bằng chị luôn. Xin chào chị. Dạ. Chào mẹ. Chào em xinh Cát Tường, dễ thương. Dạ. Chào hốt các bạn dạ, nha. Chào chị. Em cảm ơn chị. Rồi. Dạ, hồi nãy giờ theo dõi câu chuyện ha chị ha. Bây giờ thì ý kiến của chị như thế nào ạ? Chị thấy cô nào có vẻ hợp với con trai mình hơn? Cái người con dâu chị theo, mà theo ý chị thì chị không có quan trọng là cái chuyện mà môn đăng hổ đối hay là giàu có gì hết á, mà quan trọng là con dâu là nó phải dễ thương, nó hiền thục. Dạ. Dạ. Biết trên biết dưới là cái điều đó là chị mong rồi, chứ còn mà thí dụ đẹp xấu rồi thì cái chuyện đó chị không có mong, không có quan trọng. Mà quan trọng là con mình thôi. Dạ. Thí dụ mà cái duyên của nó mà gặp người đó thì chị cũng coi như cũng đồng tình với con mình. Dạ. Giờ Nôn có con dâu chưa chị?
nôn lắm. Nôn lắm. Cứ hỏi thuốc hoài đó. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Rồi, chào MC. Qua tới nhà gái tiếp hả Đạt? Dạ, chào em. Chào em gái. Dạ, em gái ơi. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. À, chào em, là chị em hả? Dạ, chị họ. À, chị họ. Nãy giờ thì em đã quan sát cuộc nói chuyện thì em thấy cảm nhận của em như thế nào? Em thì em có cảm nhận là hai anh cũng khá dễ thương. Nhưng mà nếu như mà để phù hợp thì em thấy anh ngồi ghế đỏ để phù hợp với Nga hơn. Trời, ông căng thẳng nãy giờ ông nghe cô ấy nói cái cô vỗ tay liền à. Phù hợp cái chỗ nào vậy cưng? Phù hợp chỗ nào? Nói chung là tính cách và công việc hầu hết là khá tương đồng với Nga. À, rồi cảm ơn em nha, theo dõi chương trình tiếp nha. Dạ. Còn người thân duy nhất còn lại của chương trình là người nhà của Thế Vũ. Nhà của Vũ đúng không? Đó. Rồi chào anh trai luôn. Chào Cát Tường với lại chào anh Đạt. Dạ, rồi. Chào anh. Tôi là cậu ruột của Thế Vũ. Dạ. Rồi hồi nãy giờ cậu nghe câu chuyện thì cậu có suy nghĩ như thế nào? Thì theo mà mình từ nãy giờ mình xem chương trình đó thì cái người cháu của mình á với lại cái cô bé Nga bên đó đó thì cũng có nhiều cái chí hướng chung á, thì tôi cảm nhận á thì cứ để tìm hiểu để mà như thế nào cho nó tiến tới được thì nó tốt đẹp hơn. À, cậu vẫn thấy là Vũ hợp với cô Nga đúng không? Chính xác là vậy rồi. Chính xác là như vậy luôn. Chính xác là như vậy luôn. Hay quá cậu ơi. Cảm ơn cậu. Coi tiếp nha cậu nha. Cậu à, theo dõi tiếp nha cậu. Ngon lành ha, cậu cũng rất là thẳng thắn và quyết đoán giống như cháu luôn. Chính xác. Bây giờ mình còn chần chờ gì nữa? Chờ gì nữa chị? Mở cửa trái tim. Yeah. Wow. Thấy sao, nhau. Sao? Hồ thấy nhau ai cũng rụt rè mắc cỡ hết vậy. Cười bản lãng. Cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim mở ra là như thế nào? Nga, cái cảm nhận đầu tiên em nhìn thấy anh em thấy như thế nào? Trời ơi, tôi hỏi ông không hỏi lại người ta. Dạ, em thấy đúng gu em rồi á. Đúng gu em rồi á. Đúng gu em rồi á. Rồi, mình phải trả lời đi chứ, mình thanh niên mà. Dạ, lăng à. Dạ, tới thôi. Tới thôi. À. Còn em, đầu tiên khi cánh cửa mở ra thì em có cảm xúc như thế nào? Em sao động quá trời ơi, hai bên nào cũng đẹp hết trơn. Trời ơi. Giờ em không biết chọn ai luôn á. Sao cưng em gái? Dạ em bị cận. Trời ơi, em có quyền đứng lên. Anh cho em có kiến luôn. Dẫn cổ qua coi. Anh cho mượn à, em cứ tiến tới, em tiến tới từng anh một, em nhìn cho kỹ. Đó là cái quyền của mình. Coi chừng người ta coi bói luôn đó nha. Đúng rồi, coi bói đó, coi bói luôn nha. Xích đây tới. Là anh Vũ. Em có coi tay được không hay là em coi tướng thôi? Anh này cái trán ngọt cao, người khá cố chấp. Đúng không em? Quyết đoán để đến đầu. Anh này hả? Gương mặt hiền. Tuy nhiên là trong tình cảm thì nhiều khi là anh dễ bỏ cuộc lắm. Trời. Thầy không có phán nhiều, thầy phán mỗi người một câu một thôi. Rồi. Mà tôi thấy đúng nha. Theo cá tính là anh này cố chấp, nghĩa là quyết cái gì phải được cho bằng được. Anh này là mấy lần rồi coi như là bị. Không, nhưng mà người ta bỏ em chứ không bỏ ai. Nhưng mà em phải được thiếu quyết đoán, đúng rồi đó. Em nhìn kỹ chị cho coi em một câu một thôi em. Chị mượn tay đi. Mượn tay. Chị chỉ làm muốn quẻ hỏi luôn. Em một câu là chị có chồng nữa hay không thôi. Em thấy là chị có nhiều mối lắm, nhiều mối nhiều lắm nhưng mà để mà tới hôn nhân thì hơi khó, tại vì lúc nào trong trường tình cảm của chị cũng sẽ có một bên thứ ba đưa vào. Tức là ví dụ không có người này nói thì người kia sẽ nói, hoặc là sẽ có những cái tranh cãi nó khiến cho xung đột diễn ra. Cho nên là nếu như mà chị muốn một cái mối hôn nhân kiểu nó lâu bền thì mình nên hạ cái tôi của mình xuống. Trời ơi. Hay quá em ơi. Chị ơi, chi vậy? Trời ơi, chị coi. Em coi làm gì? Em coi cho. Wow, bói chi? Chị coi được rồi. Chi vậy? Để tôi nghe em gái sinh năm 2000 nè. Dạ. Cảm xúc của em như thế nào? Em vui. Vui. Vâng. Trúng rồi phải không? Vô. 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 Từ từ. Bây giờ đến màn biểu diễn vô vô. Vô. Đúng rồi. Hồi nãy giờ là thấy vui. Hồi nãy giờ quý vị nghe với anh chàng này giới thiệu quá. Phải có một màn biểu diễn. Người thật việc thật thôi. Người thật việc thật. Ghê. Wow. Dương đồ trong túi áo.
Bây giờ có cần cởi áo không? Đâu, cởi không em? Ờ, cởi đi, còn màu mè nữa, khoe body luôn. Đó. Ồ. Ồ. Được không em? Được không em? Ổn, ổn, ổn. Ờ, ok, ok. Vô, vô, vô. Lên tinh thần, lên tinh thần. Wow. Yeah. Rồi. Rồi, lần 3. Wow. Wow. Ok. Giờ mình biểu diễn đôi tay đi. Nga. Anh sẽ biểu diễn bằng tất cả niềm tin của anh. Ghê ghê ghê. Anh thỉnh quá. Anh thỉnh liền. Ngược về luôn, hay quá vậy. Trời. Hàng chỉ tay đó đô đúng rồi. Yên tâm, có người bảo vệ nha cưng. Trời ơi. Ôi. Đá lồng nghèo nữa. Đá lồng nghèo nữa nha. Đá lồng nghèo luôn hả? Trời ơi, đá lồng nghèo nữa nha. Wow. Quá tuyệt vời. Ê, cái màn đá lồng nghèo ở nhà mình có tập không Vũ? Dạ, freestyle ngẫu hứng. Freestyle ngẫu hứng hả? Dạ. Wow, hồi nãy em thấy tích tắc vậy nè. Hất cái tay lên đá lồng nghèo cái chạm xuống. Ê, nó nghe nè, nó nghe nè. Đi tới đo nhịp tim của coi là có đưa tay ra coi đo huyết áp rồi gì đó, điểm nhịp tim coi có đập mạnh không. Sao? Dạ mạnh. Đây đây nè, tim nằm bên trái bên phải biết không? Ở giữa. Ở giữa. Cái gì tim nằm ở giữa bà? Bậy bậy bậy. Tim nào nằm ở giữa? Tim đâu? Thì nó đập thì cũng nghe thấy thôi. Nên đập thử coi có nghe không? Ủa ôi. Hả? Mạnh lắm chị ạ. Mạnh lắm chị ạ. Mạnh lắm hả? Vâng. Đâu để lâu tay vô nghe thử coi nghe là... tiếng không? Sao? À. Tiếng sao? Để lâu lâu mới nghe được chứ. Để lâu lâu mới nghe được chứ. Vậy sao mà nghe? Gì vậy? Lạnh hả? Dạ không, nó đập như vậy nè. Nó đập. Rồi em thấy sao? Khô. Khô. Trời trời. Sao? Bộ gì đứng nắm, luôn nắm tay, nắm tay coi, nắm tay coi. Dạ không, chút nữa đi. Lỡ anh không chọn em rồi sao? Lỡ anh không chọn em rồi sao? À đúng rồi, bé này vẫn còn sáng suốt, vẫn còn tỉnh táo. Phải giữ khoảng cách chứ. Nắm tay là bấm nút rồi mới nắm. Đúng rồi. Chưa bấm là chưa có nhấn. Rồi vậy đi về chỗ, giữ nét mình liền chứ. Rồi. Đâu được vậy. Cho cặp này thở chút đi. Em mạnh dạn lên. Phải tìm cách chinh phục chứ. Vậy bây giờ em thay lời nói bằng một ca khúc, một đoạn ngắn được không? À bài hát. Vỗ tay. Vì sao em hỡi, làm sao biết được tình yêu cháy ngang con tim hoang mang lầm lỡ trao. Niềm gì không nói, nhìn anh với người. Vì anh đến sau nên nam thương đau giờ trách ngay. Nụ cười em trên môi, đôi mắt long lanh như sao trời. Nào phải đau cho anh riêng anh mà tiếc nhớ. Đừng buông chỉ tôi ơi, khi giấc mơ chỉ xa đổi đời. Vì sao anh luôn yêu em thôi, vì sao anh còn tìm chỉ có em. Yeah. Cũng đã tính lắm đó nha. Cũng đã tính lắm nha. Rồi bây giờ sao cưng, có gì muốn hỏi ảnh không? Công việc của anh á thì là thời gian như thế nào ạ? Công việc của anh cũng khá là bận rộn. Nhưng mà không bận rộn bằng như bạn này đâu. Nhưng mà nếu mà anh sắp xếp được thì anh cũng dành thời gian cho gia đình và bạn bè, cũng như là người con gái mà anh thương.
Anh có định hướng gì trong tương lai cho mình chưa? Công việc của anh thì cũng ổn định rồi, nhưng mà định hướng tiếp theo của anh trong tương lai là anh hy vọng là sẽ có một người yêu và đi đến một cuộc hôn nhân lâu dài. Có tiền lấy vợ chưa? Có của hồi môn ạ. Có của hồi môn. Ủa sao của hồi môn là của ai? Dạ của ba mẹ cho. Rồi em muốn hỏi gì cổ không? Em nghĩ sao giờ nếu mà em có một người bạn trai mà làm nghề diễn viên nha? Dạ em tôn trọng mọi cái nghề nghiệp, cho nên là anh làm diễn viên thì không có gì hết. Quan trọng là anh có, nếu như anh bận rộn thì em có đủ quan trọng để mà anh sắp xếp thời gian dành cho em hay không thôi. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Nếu mà anh quay có những cái cảnh nóng á, em có ghen không? Có giận không? Dạ có đó anh, nếu như mà yêu mà không ghen, không giận là không phải yêu rồi. Nhưng mà em nghĩ, em hy vọng là nếu như em với anh bước vào chuyện tình cảm và khi anh nên tách bạch công việc và cái chuyện riêng ra, chứ đừng có ví dụ giống như anh lỡ anh hôn cô đó rồi anh cảm nắng cô đó rồi rồi xong mà anh cheating em là không được. Thế em có hay kiểm tra, em có thích là kiểm tra kiểm soát điện thoại hay là quản lý? Dạ không ạ, em rất là sợ người khác kiểm soát em á, cho nên là em cũng không bao giờ kiểm soát cái đối phương của em. Em nghĩ là trong tình cảm quan trọng nhất là lòng tin. Dạ. Thế còn sao tin 2000? Em còn trẻ còn nhỏ là thường hay ghen bóng ghen gió ghen tuông, rồi đây là cũng đi dữ lắm, đi biểu diễn đi tùm lum, thì em có ghen không? Dạ em không ghen đâu chị ạ. Sao không ghen? Sao cổ chia sẻ nhìn cổ sao nhìn xuống không vậy? Anh ấy đang mệt. Anh ấy đang mệt. Anh đâu có mệt. Anh mệt đâu. Anh mệt khi mà quá yêu em. Anh mệt khi mà quá yêu em. Trời ơi nói da gà luôn. Rồi tiếp đi cưng. Em không phải là người ghen bóng ghen đó đâu ạ. Cái gì nếu mà em đã ghen thì chắc chắn nó phải có một cái lý do chính đáng một tí. Vâng. Chia sẻ với em á, dù ảnh có lớn hơn em thiệt, ảnh nãy giờ ảnh biểu diễn nhìn ngầu thiệt, nhưng trong tình trường ảnh mong manh dễ vỡ. Tờ giấy trắng nha. Đừng có viết bậy viết bạ lên đó nha. Em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng. Giờ em có muốn hỏi gì người ta không? Qua những gì mà Nga đã chia sẻ từ đầu đến nhìn tới giờ thì em đã phần nào hiểu được Nga rồi. Còn lại thì hai tụi em sẽ tự tìm hiểu. Chưa gì nó muốn qua cầu rút ván đó Đạt. Có nghĩa là tụi em tự tìm hiểu. Còn như hai đứa mình là dạt ra một bên, đâu cần thiết nữa đâu. Rồi ai có tặng quà, tặng ơ gì không? Ở đó đúng rồi, có gì thấy trên đó có cái hộp xanh xanh tím tím nè. Dạ có. Anh có chế độ ăn riêng không? Anh thật sự thì anh cần một người làm cho anh cái chế độ đó. Anh vừa ăn sô-cô-la được, em tặng anh sô-cô-la tình yêu vậy. Cảm ơn em rất nhiều. Sô-cô-la tình yêu. Cái găng tay này là anh đã đi suốt hết tất cả những cái cuộc thi lớn, từ Asia Got Talent đến những cái giải mà anh đã giành được rất là nhiều bằng cái bộ môn sức mạnh đôi tay này. Vì vậy nó có rất là nhiều công sức và rất là nhiều cái ý chí của anh. Thế nên nghĩ rằng khi mà anh tặng lại cho em, nếu mà em không đeo cũng được thì em xem nó như một cái biểu tượng ý chí để em có thể vượt qua được tất cả những cái điều khó khăn trong cái cuộc sống. Mỗi khi mà em buồn nhất thì hãy đeo nó vào và hãy nghĩ đến anh. Cái sức mạnh ý chí của anh sẽ giúp em vượt qua hết. Còn cái này nó là cái sự khéo léo của anh. Từ một truyền nhân làm riêng cái con yo-yo này để tặng cho anh. Và nó đã giúp anh chinh phục được top 3 yo-yo quốc gia năm 2017. Trời và ơi. Anh cũng tặng nó cho em luôn. Rất là những kỷ vật đó là quý giá. Sự nghiệp có tặng luôn vậy đó hả? Mới lần đầu tiên mà tặng những kỷ vật coi như là bao nhiêu năm trời tập luyện. Thấy không, người ta chân thành lắm nha cô. Cho nên là em không được yếu đuối. Em muốn cái gì em phải đi bằng hết cả ý chí và niềm tin của em cho điều đó. Và em sẽ đạt được, chắc chắn em sẽ đạt được. Vì em đã gặp anh vào ngày hôm nay. Vâng. Cái vòng tay đó là mồ hôi và nước mắt không đó. Vâng. Trân trọng đó. Vâng. Cảm xúc của em. Em bảo môi anh hơi khô ấy. Môi anh hơi khô ấy. Môi anh hơi khô. Mất dễ môi anh hơi khô. Giờ sao em chăm sóc bằng cách nào? Anh thiếu nước rồi, anh thiếu tình yêu đó. Giờ làm sao? Có cách nào không cho môi bớt khô em? Để về nhà nhá. Ủa vậy nhưng mà có cách gì để về nhà để hết môi khô? Hôn một cái đó thấy chưa? Hôn hoài đi là môi nó hết khô. Dạ. Rồi tiếp tục. Này là cuốn sách mà em để đầu giường cho nên là nay em gửi tặng anh. Sách để đầu giường. Dạ sách này em thường hay đọc á. Thì nhờ cái cuốn sách này mà em sắp xếp công việc của em rất là tốt. Cho nên là em hy vọng là anh đọc xong anh sẽ sắp xếp công việc của anh. Và công việc của anh sẽ ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn. Cái màu hoa nghe nè cơ. Lỡ qua là mình nhìn sát một chút xíu nữa. Nhìn sát vô đó, phản có tiềm năng gì không? Có dạ. Tiềm năng gì trong tương lai không? Dạ cái này em xin giữ riêng. Trời ơi thiệt á.
bây giờ hãy lắng nghe chị Tường chia sẻ. Đây là lúc quan trọng nha. Trên mỗi chiếc ghế của các bạn đều có hai cái nút bấm. Hãy nhìn kỹ. Màu xanh và màu đỏ, đừng bấm lộn. Nhớ thích màu nha. Người đang ngồi ở vị trí ghế màu nào thì bấm nút màu đó. Khi nào mà hai chiếc ghế cùng màu, cùng sáng đèn thì chúng ta sẽ làm một cặp. Mời các bạn lắng động lại để lắng nghe nhịp đập trái tim của mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện những cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ có 5 giây để đưa ra một quyết định chính xác của mình ngay khoảnh khắc này. 5 4 3 2 1. Em không cần sống mũi nha, nhưng mà em thích vai to, ngực to. Ủa? Chị Tường ơi. Ok, thấy rồi cưng. Nếu mà anh quay có những cái cảnh nóng á, em có ghen không? Có giận không? Dạ có đó anh, nếu như mà yêu mà không ghen, không giận là không phải yêu rồi. Nhưng mà em nghĩ, em hy vọng là nếu như em với anh bước vào chuyện tình cảm, và khi anh nên tách bạch công việc và cái chuyện riêng ra, chứ đừng có ví dụ giống như anh lỡ anh hôn cô đó rồi anh cảm nắng cô đó rồi rồi xong mà anh cheating em là không được. Nga, cái cảm nhận đầu tiên em nhìn thấy anh em thấy như thế nào? Trời ơi, tôi hỏi ông không hỏi lại người ta. Dạ em thấy đúng gu em rồi á. Bấm. Xong. Vỗ tay cho một cặp đôi cái đã. Hôm nay lý do gì em chưa chọn được cái người mình mong muốn? Tại sao em không bấm? Thật sự anh xin lỗi em. Như hồi nãy em nói thì trong tình yêu thì yêu thì phải ghen. Nhưng mà đối với anh thì trước đây anh cũng từng ghen mà cũng ghen nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ anh thấy ghen nhiều quá đối với anh là một cái gì đó nó có cái sự gò bó và nó cái sự sợ hãi trong đó. Thì nên anh không chọn em. Thì anh hy vọng mình đến với nhau không được thì mình là anh em bạn bè. Có nghĩa là em muốn một người bạn gái mà không có ghen. Dạ. Rồi thôi thì phải. Chúc cho hai bạn ha sớm có được một nửa yêu thương của mình. Và ngay tại khoảnh khắc này thì chúng ta sẽ vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi đã cùng quyết đoán áo vô đẹp được hình đoạn cuối nha. Xin mời. Rồi tiến lên phía trước. Bây giờ nắm tay được chưa cưng? Dạ rồi. Dạ rồi. Oh yeah. Hôn nhau cái gì cưng? Một khởi đầu tốt đẹp. Trời ơi. Cái này làm gài 80 lần là hết khô môi đó cưng. À ha. Cảm xúc hiện tại thì em thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho chị hỏi một câu nữa, đây có phải nụ hôn đầu tiên không? Dạ đây là nụ hôn đầu tiên của em. Thật sự luôn hả? Thật sự. Em đó nha. Trời. Em là thiên liêng cao cả lắm em phá cái sự trong trắng thơ ngây của cái bờ môi hơi khô của ảnh. Em phải chịu trách nhiệm với nó. Đồng ý không? Em phải nói sao với ảnh, em quay qua em nói sao đi. Em là cái người, cái tác nhân là em gây ra. Áp lực nặng quá. Thật sự luôn chị ơi. Sao? Môi anh từ mai sẽ không khô nữa. Môi anh từ mai sẽ không khô nữa. Cảm ơn em. Dạ. Em hiểu mà. Môi từ đây không khô. Trời. Dễ thương quá. Tôi nghe ở đâu ngoài kia hú quá trời hú luôn á. Vậy hả? Rồi, em ơi, mình có thể hôn cái nữa không em? Một đâu hai đâu em. Bây giờ người bình thường tham gia chương trình là một, nhưng mà anh này môi khô quá. Có lần mà... thứ nhất và sẽ có lần thứ hai. Đúng rồi em. Hôn đi. Được không? Wow. Hoài đừng hoài luôn hả? Bây giờ rồi. Thì trong không khí rất là vui vẻ này thì chị Tường xin thay mặt chương trình Quốc Việt Food xin gửi tặng mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi gửi tặng đây, cho em. Tặng cho em. Gửi tặng cho em. Rồi, cảm ơn chị. Bạn chúc may mắn lần sau nha cưng. Và phần quà tiếp theo là mỗi bạn được nhận 1 năm sử dụng nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tài. Đây, tặng em gái tặng nha. Em cảm ơn. Đây, tặng em luôn, nước rửa chén luôn nha. Và bây giờ thì dành tặng món quà này cho cặp đôi đã thành công. Chúc mừng cho hai bạn ngày hôm nay đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về cùng một hướng với nhau. Xin gửi tặng hai bạn. Đây là nhãn hàng Joy. Hân hạnh được tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy 2 trong 1 miễn phí. Đây. Chưa hết, từ từ. Nè em cảm ơn. Chưa hết đâu, còn nữa nha.
Wow. Hôm nay vì các bạn đã là một cặp, cho nên nếu như mà các bạn cố gắng phát triển cái tình yêu này, một khi nào đó các bạn tiến tới hôn nhân, thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, sẽ tặng cho các bạn là 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và đây, dù cho hôm nay là hai bạn chưa có thành công, nhưng mà để khích lệ tinh thần của các bạn, nhãn hàng Joy cũng sẽ tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, xài 1 năm luôn nha. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả thân mến đã theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube NCV Media. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.